Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1501. Không hề có ý định ra tay. Nói xong, ông ta nhìn Hách Liên Thiên, còn phải nhớ, là viện trưởng của võ viện, rất nhiều lúc một quyết định có thể sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu cho võ viện, cho nên sau này có quyết định gì cũng phải vô cùng cẩn thận. Hách Liên Thiên gật đầu, con đã biết. Võ Vấn nhìn về phía kiếm tông, bọn họ đã sử dụng lá bài tẩy là tổ sư của kiếm tông rồi, giờ chúng ta nhìn xem kiếm tông còn có lá bài tẩy gì nữa. Kiếm tông. Vào khoảnh khắc kỵ binh của Đường tộc xuất hiện, cả kiếm tông như gặp phải kẻ thù đáng sợ, tất cả đệ tử của kiếm tông đều có mặt. Trong mắt những đệ tử kiếm tông này mang theo kiêng dè, nặng nề, nhưng lại không có sợ hãi. 12 người cứ thế đứng lẳng lặng trên không trung, rất yên tĩnh. Lúc này, một cô gái xuất hiện trước mặt 12 người này. Người đó chính là đại tiểu thư của Đường tộc. Sau lưng đại tiểu thư còn có mấy người nhị tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn Mục Phong Trần bên dưới, kiếm thánh các hạ, Đường tộc ta luôn rất kính trọng kiếm tông. Chỉ cần kiếm tông giao bảo vật kia ra, chúng ta sẽ lập tức rời đi, chắc chắn không nuốt lời. Mục Phong Trần cười nói, từ lâu nghe danh kỵ binh Đường tộc vô địch lục địa, lần này, kiếm tông ta muốn mở mang tầm mắt một chút. Đại tiểu thư nhìn Mục Phong Trần, gật nhẹ đầu, được. Ả ta vừa dứt lời, 12 kỵ binh phía sau lập tức lao xuống, di chuyển nhanh như thỏ. Mục Phong Trần bên dưới đột nhiên cười to, lên, khởi động kiếm trận. Dứt lời, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng khắp bầu trời của kiếm tông, sau đó, 12 thanh kiếm kèm theo vô số kiếm quang bắn nhanh về phía chân trời. Đại tiểu thư mặt không cảm xúc, không hề có ý định ra tay. 12 kỵ binh kia không hề tránh né xông xuống, chỗ bọn họ đi qua, kiếm quang bắn khắp nơi, sau đó biến thành hư vô. Mà bọn họ còn chưa rút đao ra. Chẳng mấy chốc, vô số kiếm quang dần biến mất. Mục Phong Trần bên dưới bay lên cao, ngoài ông ta còn có 8 cao thủ kiếm tu đạo cảnh cùng xông lên. Lão Nhạc đứng trên không trung muốn ra tay, nhưng đại tiểu thư lại lắc đầu. Cách đó không xa, Mục Phong Trần vừa xông tới không trung, một kỵ binh trong đó rút đao ra chém tới một cái. Chương 1502. Tổ sư từng xuất hiện sao? Mục Phong Trần cũng rút kiếm. Kỵ binh kia lập tức lùi xa cả trăm trượng, nhưng Mục Phong Trần cũng lùi lại mấy chục trượng. 8 cao thủ đạo cảnh của kiếm tông thì đều bị áp chế, gần như chỉ có thể bị động chịu đòn. Thấy cảnh thấy, sắc mặt Mục Phong Trần lập tức thay đổi. Ông ta đánh giá thấp những kỵ binh Đường tộc này rồi. Thực lực của những kỵ binh này, chắc chắn không phải cao thủ đạo cảnh có thể sánh bằng. Phải biết rằng chiến lực của kiếm tu đạo cảnh vô cùng mạnh, nhưng vẫn bị những kỵ binh này áp đảo. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một kiếm tu đạo cảnh bị 2 kỵ binh liên thủ giết chết. Thấy cảnh này, sắc mặt Mục Phong Trần thay đổi, rút lui. Dứt lời, tất cả kiếm tu vội vàng lùi về. Lúc này, 12 kỵ binh kia đáp xuống, rõ ràng chỉ có 12 người xông lên, nhưng tất cả mọi người của kiếm tông lại có cảm giác như đầu với thiên quân vạn mã vậy. Thấy cảnh này, sắc mặt Mục Phong Trần vô cùng nặng nề, ông ta không dám cho kiếm tu của kiếm tông đi đấu với những kỵ binh này nữa. Ông ta quay đầu nhìn về phía kiếm mộ ở sau núi của kiếm tông, mời thánh. Dứt lời, kiếm mộ sau núi đột nhiên vang lên 10 tiếng kiếm reo, sau đó, 10 tia kiếm quang phóng lên trên bầu trời của kiếm tông. Trên bầu trời của kiếm tông xuất hiện 10 kiếm tu. Nhưng 10 người này đều là linh hồn. Đương nhiên tất cả bọn họ đều là kiếm thánh siêu phàm. Linh hồn của 10 kiếm thánh siêu phàm cũng là một trong những lá bài tẩy của kiếm tông. 10 người trên không trung ngẩng đầu nhìn về phía 12 kỵ binh của Đường tộc, trong mắt bọn họ lộ vẻ mờ mịt. Lúc này, kiếm tu dẫn đầu nhìn xuống Mục Phong Trần bên dưới, Mục Phong Trần thi lễ, hậu bối vô dụng, làm phiền chư vị tổ tiên rồi. Kiếm tu kia nhẹ giọng nói, tổ sư từng xuất hiện sao? Mục Phong Trần gật đầu, từng xuất hiện. Kiếm tu kia chậm rãi nhắm mắt lại, tổ sư. Chương 1503, linh hồn của bọn họ đang cháy lên. Một lát sau, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, không ngờ kiếm tông cũng có một ngày bị người ta đến cửa ức hiếp. Sắc mặt Mục Phong Trần hơi khó coi. Kiếm tu kia nhẹ giọng nói, giết. Dứt lời. 10 người xông lên trời.
Lão Nhạc trên không trung nói với giọng điệu nặng nề, đại tiểu thư, 10 người này là kiếm thánh siêu phàm. Đại tiểu thư hờ hững đáp, chỉ là một tia hồn phách mà thôi. Lão Nhạc gật đầu, không nói gì nữa, lão ta ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, 10 kiếm tu đã áp đảo 12 kỵ binh. Áp đảo hoàn toàn. Thấy cảnh này, lão Nhạc lập tức xa sầm mặt. Còn đại tiểu thư vẫn mang vẻ mặt không cảm xúc, đều là linh hồn, chiến lực tuy mạnh nhưng tiêu hao quá nhiều, chỉ cần đợi là được. Lão Nhạc gật đầu. Đúng như dự đoán, đánh một hồi, thân thể của 10 kiếm thánh siêu phàm kia ngày càng mờ đi. Thấy cảnh này, sắc mặt Mục Phong Trần bên dưới lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Ông ta không ngờ 10 kiếm thánh siêu phàm cũng không thể giải quyết những kỵ binh đường tộc này trong thời gian ngắn. Thân thể của 10 vị kiếm thánh siêu phàm trên không trung ngày càng trong suốt, dù bọn họ vẫn áp đảo 12 kỵ binh kia, nhưng không có cách nào giết chết bọn họ. Lúc này, 10 kiếm tu kia đột nhiên dừng lại. Kiếm thánh siêu phàm dẫn đầu nhìn xuống kiếm tông bên dưới, nhẹ giọng nói, cho dù kết cục thế nào, nhớ kỹ, kiếm tông ta vĩnh viễn không thỏa hiệp. Dứt lời, hắn ta và 9 kiếm tu bên cạnh xoay người xông về phía 12 người kia. Linh hồn của bọn họ đang cháy lên. Một đòn cuối cùng. Khi linh hồn của 10 kiếm thánh siêu phàm bắt đầu cháy, hơi thở phát ra từ trên người bọn họ lập tức tăng vọt. Trong không trung, kỵ sĩ đường tộc dẫn đầu 12 kỵ sĩ chợt cất lời, phòng ngự. Dứt lời, 12 người tay cầm trường lao chặn trước mặt, một tấm chặn tạo ra từ đao quang lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này, kiếm quang đã đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1504. Không trách ai được. Những tiếng nổ không ngừng vang vọng trên bầu trời của kiếm tông. Mấy kỵ sĩ đường tộc kia không ngừng lùi về sau, lùi thẳng ra ngoài thần võ thành. Nhưng lúc này kiếm quang được biến thành từ 10 kiếm thánh siêu phàm cũng biến mất theo đó. Còn 12 kỵ sĩ đường tộc thì vẫn còn đó. Có điều bọn họ cũng không dễ chịu, sắc mặt 12 người đều tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng một đòn cuối cùng của 10 kiếm thánh siêu phàm cũng khiến bọn họ bị thương nặng. Kiếm tông. Thấy 10 kiếm thánh siêu phàm biến mất, sắc mặt tất cả cao thủ kiếm tông đều thay đổi. Mục Phong Trần dẫn đầu hơi mờ mịt. Kiếm tông. Kiếm tông bắt đầu sa sút từ bao giờ? Ông ta không biết. Ông ta chỉ biết từ mấy đời trước, kiếm tông đã bắt đầu sa sút rồi. Trong tông môn, kiếm tu thành thánh của mỗi đời ngày càng ít dần. Trách ai đây? Không trách ai được. Từ xưa đến nay, không có một thế lực nào có thể mãi mãi giữ được thời kỳ đỉnh cao cả. Kiếm tông sa sút, có vì con người, nhưng càng nhiều hơn chính là quy luật tự nhiên, xu thế phát triển. Lúc ông ta tiếp nhận kiếm tông, ông ta muốn thay đổi, để kiếm tông đi ra ngoài, trở lại thời kỳ huy hoàng năm đó. Nhưng không ngờ lại khiến kiếm tông trở thành như hôm nay. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên cạnh Mục Phong Trần. Người này chính là Việt Vô Trần, cũng là ông lão lúc trước đã dạy Diệp Huyên kiếm đạo phái ý thức. Vì Diệp Huyên bị kiếm tông đuổi đi, lão cũng hoàn toàn thoái ẩn, không xuất hiện ở kiếm tông nữa. Mà hôm nay, lão xuất hiện rồi. Mục Phong Trần nhìn về phía Việt Vô Trần, sư đệ, ta sai lầm rồi sao? Việt Vô Trần nhẹ giọng nói, huynh quá hấp tấp rồi. Sư huynh, kiếm tông cần phải thay đổi, điều này ta đồng ý. Nhưng chuyện huynh làm không phải là thay đổi, cái huynh thay đổi là dã tâm. Kiếm tông đang trong thời kỳ sa sút, sao có thể có dã tâm được nữa? Chương 1505, giết chết trong nháy mắt. Mục Phong Trần im lặng. Việt Vô Trần lại nói, mà dụng ý của tổ sư năm đó cũng không phải không để kiếm tông ta phát triển. Dụng ý của tổ sư là muốn bảo vệ kiếm tông chúng ta. Huynh có từng nghĩ, mấy nghìn năm qua vì sao kiếm tông chúng ta lại có địa vị cao không? Là vì chúng ta không tranh giành. Vì thế, mấy nghìn năm qua, kiếm tông ta vẫn luôn tránh xa người đời, các thế lực lớn đều kính trọng kiếm tông. Nói đến đây, lão nhìn Mục Phong Trần, sư huynh, không phải tổ sư muốn chúng ta không tranh giành, mà là không muốn chúng ta tranh giành lợi ích trước mắt. Thời kỳ đỉnh cao của kiếm tông có mấy chục kiếm thánh siêu phàm, thời kỳ đó, thực lực của tông chủ đương thời cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng ông ấy có dẫn kiếm tông ra khỏi thần võ thành không? Không có, tông chủ kia và kiếm tu đương thời tranh giành cái gì? Là đại đạo.
Mục Phong Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đại đạo. Việt Vô Trần gật đầu, khi kiếm tông chúng ta mạnh, có thế lực nào trên đời dám ước hiếp ta không? Nếu lúc này kiếm tông ta còn có 10 vị kiếm thánh siêu phàm, sao đường tộc dám bước vào kiếm tông chứ? Nói đến đây, lão nhìn Mục Phong Trần, lúc huynh và Huyền Phong có ý đồ với bảo vật đó, ta đã nói với các người rồi, nếu một kiếm tu gửi gắm tất cả hy vọng lên một món bảo vật có nghĩa là không tự tin với bản thân. Sư huynh, huynh không có ý xấu với kiếm tông, nhưng huynh quá ích kỷ, dã tâm quá lớn, còn kiếm tông chúng ta thì không có thực lực lớn như thế để chống đỡ dã tâm của huynh, huynh hiểu không? Việt Vô Trần quan sát rất rõ ràng, cái tổ sư của kiếm tông muốn là đời sau của kiếm tông chăm chỉ tu tập kiếm đạo. Sáng lập kiếm tông không phải vì xưng bá chư thiên, mà là muốn kiếm tu có một nơi để về, đương nhiên đồng thời cũng muốn để những kiếm tu này không bị ai khinh thường. Mà kiếm tông bây giờ đã làm trái ý muốn của tổ sư kiếm tông rồi. Việt Vô Trần đang muốn nói tiếp, lúc này, đại tiểu thư nhà họ Đường trên không trung đột nhiên hỏi, hai vị tán gẫu xong chưa? Việt Vô Trần ngẩng đầu nhìn đại tiểu thư nhà họ Đường trên không trung, một khắc sau, lão đột nhiên bay lên cao. Ong! Một tiếng kiếm reo xông thẳng lên trời. Nghe thấy tiếng kiếm reo này, sắc mặt Mục Phong Trần thay đổi, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt đầy vẻ khó tin. Vào khoảnh khắc Việt Vô Trần bay lên cao, sắc mặt của đại tiểu thư nhà họ Đường cũng thay đổi, lúc này, hai ông lão chặn trước mặt ả ta. Hai người đều là cao thủ cùng cấp bậc với lão nhạc. Nhưng một tia kiếm quang chém tới. Xoẹt xoẹt. Hai cái đầu máu chảy đầm đìa rơi xuống đất. Giết chết trong nháy mắt. Một khắc sau, một thanh kiếm chém về phía đại tiểu thư nhà họ Đường. Chương 1506. 12 người đồng thời rút đao. Ánh mắt đại tiểu thư lạnh như băng. Ả ta chắp ngón tay chỉ về phía trước. Một tia hắc quang xuất hiện. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, tia hắc quang kia lập tức nổ tung, đại tiểu thư nhà họ Đường lập tức lùi sang nghìn trượng. Lùi thẳng ra ngoài thần võ thành. Mà lúc này, Việt Vô Trần lại dậm chân phải một cái, chém. Một thanh kiếm bay ra từ trên không trung núi kiếm tông, nhát kiếm này như muốn bổ đôi thiên địa vậy. Lúc này, 12 kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện trước mặt đại tiểu thư, 12 người cùng cầm đao bằng hai tay bổ về phía trước một cái. Một tia đao khí dài trăm trượng chém rách chân trời, nhằm vào thanh kiếm ở đối diện. Ầm. Chân trời không ngừng chấn động, không gian mấy nghìn trượng nứt ra. Tia đao khí kia cũng gần như nổ tung trong nháy mắt. Lúc này, kỵ sĩ dẫn đầu 12 kỵ sĩ Đường tộc quát lên, chém tiếp. 12 người đột nhiên chồng lên nhau, đồng thời vung đao chém xuống. Vụt. Một tia đao khí sáng rực phá không lao tới. Cùng lúc đó, 12 người đồng thời biến mất, những tia đao khí như mưa rền gió giữ chém lên trên tia kiếm quang kia, lúc này tia kiếm quang bị ép dừng lại, một giây sau, một thanh trường đao chém tới, tia kiếm quang kia lập tức vỡ nát. Lúc này, một bóng người lóe lên. Một bóng người, một tia kiếm quang. Người này chính là Việt Vô Trần. 12 kỵ sĩ Đường tộc trước mặt Việt Vô Trần đột nhiên giận dữ hét to, phá. 12 người đồng thời rút đao. Vụt, một âm thanh chói tai xé rách không gian xung quanh. Nhưng tia kiếm quang kia đã đến. Ầm, 12 kỵ sĩ Đường tộc bị đánh lùi ra khỏi thần võ thành. Việt Vô Trần đứng trên không trung, tay cầm trường kiếm lạnh lùng nhìn đám người đại tiểu thư. Chương 1507, bái kiến quân thống. Mà tất cả mọi người của kiếm tông đều đang nhìn Việt Vô Trần. Phải nói là tất cả mọi người trong thần võ thành lúc này đều nhìn Việt Vô Trần. Kiếm thánh siêu phàm. Việt Vô Trần không phải cao thủ đạo cảnh, cũng không phải kiếm thành, lão là kiếm thánh siêu phàm. Bên dưới, Mục Phong Trần nhìn Việt Vô Trần trên không trung, hơi mờ mịt, sư tôn năm đó không truyền vị trí cho sư đệ, là muốn đệ ấy chuyên tâm luyện kiếm sao? Vô số đệ tử kiếm tông cũng đang nhìn Việt Vô Trần. Nhiệt huyết sôi trào, kiếm thánh siêu phàm. Sự xuất hiện của Việt Vô Trần thật sự để bọn nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối. Võ Viện. Võ Vấn nhìn Việt Vô Trần trên không trung, vẻ mặt nặng nề, kiếm thánh siêu phàm. Nếu ngày đó Việt Vô Trần ra tay với Võ Viện, chắc chắn Võ Viện sẽ thiệt hại nặng nề. Thậm chí là thay đổi kết cục.
một kiếm thánh siêu phàm chính là cao thủ siêu cấp đứng đầu vũ trụ hỗn độn này rồi. Diệp Huyên trong bóng tối cũng hơi khiếp sợ, hắn không ngờ ông lão dạy dỗ mình lúc trước lại mạnh đến thế. Việt Vô Trần đứng trên không trung nhìn về phía đại tiểu thư, kiếm tông ta không muốn chiến, nhưng nếu bắt buộc phải chiến đấu, kiếm tông ta không sợ ai cả. Đại tiểu thư nhìn thẳng vào Việt Vô Trần, một kiếm thánh siêu phàm cũng muốn ngăn cản bước chân của nhà họ Đường ta sao? Các hạ nghĩ nhiều rồi. Dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay ra, một tấm bùa truyền âm bay lên cao. Không gian phía chân trời lập tức nứt ra một lỗ hổng lớn. Một khắc sau, một hơi thở mạnh mẽ truyền ra từ trong lỗ hổng, chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đàn ông trung niên mặc trường bào bó sát người màu đen, sau lưng đeo một thanh đao. Khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, mấy kỵ sĩ Đường tộc đồng loạt hành lễ, bái kiến quân thống. Người đàn ông gật đầu, sau đó nhìn đại tiểu thư bên dưới, hơi hành lễ, thỉnh an đại tiểu thư. Đại tiểu thư gật đầu, làm phiền tiêu quân thống rồi. Chương 1508, bây giờ hai người đang cận chiến. Tiêu quân thống mỉm cười, đây là trách nhiệm của ta. Nói xong, gã ta quay đầu nhìn Việt Vô Trần ở cách đó không xa, khẽ nói kiếm thánh siêu phàm, xin chỉ giáo. Dứt lời, gã ta rút đao, đao quang xuất hiện, lúc này, không gian mấy vạn trượng ở chân trời đều bị đao quang bao phủ. Vào khoảnh khắc tiêu quân thống xuất đao, Việt Vô Trần chắp ngón tay chỉ nhẹ, trong nháy mắt, một thanh kiếm mang theo kiếm quang phá không xông lên. Kiếm này vừa xuất hiện, đao quang trước mặt Việt Vô Trần đã bị chém vỡ. Kiếm bay thẳng về phía tiêu quân thống ở xa xa. Lúc này, tiêu quân thống tung người nhảy lên, một khắc sau, một thanh trường đao chém lên trên thanh trường kiếm kia. Trường kiếm bay ngược ra, nhưng nó nhanh chóng bị một bàn tay đón lấy. Chính là Việt Vô Trần. Việt Vô Trần nhìn về phía võ viện, xem kỹ đây. Dứt lời. Lão giẫm nhẹ mũi chân, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bầu trời cả thần võ thành bị kiếm quang và đao quang bao phủ. Diệp Huyên đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm trên không trung. Hắn biết, Việt Vô Trần là bảo hắn nhìn. Bây giờ hai người đang cận chiến. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua nhận thức của hắn bây giờ. Vì sau khi sử dụng long hồn, hắn mới có thể miễn cưỡng thấy rõ hai người. Hắn biết đây là một cơ hội của mình, một cơ hội để chạm tới tầng cao hơn của kiếm đạo. Không gian trên bầu trời của thần võ thành bị hai người giao chiến làm vỡ nát. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ, thắng bại của bọn họ quyết định số mạng của kiếm tông. Sau khi không còn lá bài tẩy là linh hồn của tổ sư, một kiếm thánh siêu phàm có thể nói là hy vọng nhỏ nhoi còn lại của kiếm tông. Cứ thế kéo dài khoảng một khắc, hai người phía chân trời đột nhiên tách nhau ra. Nhưng một khắc sau, chân trời lại bắt đầu xuất hiện đao quang kiếm ảnh. Trong võ viện, Diệp Huyên vẫn luôn nhìn chằm chằm lên chân trời đột nhiên nhắm mắt lại. Lúc này, đại tiểu thư trên không trung đột nhiên ra lệnh, giết. Dứt lời, 12 người sau lưng ả ta lao xuống dưới. Chương 1509, đây chính là kiếm tông trước đây. Bên dưới, vẻ mặt Mục Phong Trần trở nên dữ tợn, tất cả đệ tử kiếm tông nghe lệnh. Chiến đấu đến cùng. Nói đến đây, ông ta gần như gào thét, kiếm tông ta, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Kiếm tông ta, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Giọng nói của vô số kiếm tu kiếm tông vang lên, vang tận mây xanh. Vĩnh viễn không thỏa hiệp. Đây là tinh thần tín ngưỡng của kiếm tông. Kiếm tu là gì? Kiếm tu thà chết vinh còn hơn sống nhục. Dù kẻ thù có mạnh hơn nữa, thân là kiếm tu cũng phải có can đảm rút kiếm. Không đầu hàng, không cầu hòa, không thỏa hiệp. Một chữ, liều. Đây chính là kiếm tông trước đây. Khi đó, kiếm tông không tranh đấu, không ra khỏi thần võ thành, nhưng thiên hạ này có ai dám xem thường kiếm tông? Hôm nay dù kiếm tông rơi vào hoàn cảnh xấu, nhưng không một ai sợ hãi cả. Kiếm ý. Trong kiếm tông, vô số kiếm ý phóng lên cao, những kiếm ý này quẩn quanh mãi trong không trung không tan đi, hơn nữa còn ngày càng mạnh. Đại tiểu thư Đường tộc trên không trung nhìn xuống kiếm tông bên dưới, vẻ mặt không chút cảm xúc, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Tôi cũng muốn xem kiếm tông các người cứng đầu bao nhiêu. Dứt lời, ả ta ngẩng đầu nhìn tiêu quân thống, không cần nương tay. Trên không trung,
Tiêu Quân Thống kia đột nhiên dừng lại, tay phải gã ta nắm chặt cán đao, sau một thoáng yên tĩnh, lão ta chợt rút đao ra liên tục chém về phía trước, chớp mắt một cái đã chém liên tục 10 đao. Ầm. Sau mỗi một đao của Tiêu Quân Thống, Việt Vô Trần sẽ lùi về sau trăm trượng, khi Tiêu Quân Thống chém xuống 10 đao, Việt Vô Trần đã lùi sang nghìn trượng. Không gian giữa hai người đã biến thành một màu đen kịt. Không gian đều bị đao của Tiêu Quân Thống chém nát. Nhưng chẳng mấy chốc, bầu trời của kiếm tông bình thường trở lại, nhưng khóe miệng của Việt Vô Trần lại có máu tươi chảy xuống. Chương 1510. Bay xa nghìn trượng. Thấy cảnh này, sắc mặt của đệ tử kiếm tông trở nên nặng nề. Thua rồi sao? Diệp Huyên đang ở trong võ viện ngẩng đầu nhìn Việt Vô Trần trên không trung, thua rồi ư? Việt Vô Trần nhìn Tiêu Quân Thống, Tiêu Quân Thống cười nói, vẫn xin chỉ giáo. Việt Vô Trần hờ hững nói, như ngươi mong muốn. Dứt lời, lão bước một bước về phía trước, cùng lúc đó, lão giáng trường kiếm trong tay lên mi tâm, một kiếm ý và kiếm khí mạnh mẽ lập tức truyền ra từ trong người lão hội tụ vào trong kiếm, nói đúng hơn là hội tụ vào mũi kiếm. Giác! Không gian xung quanh kiếm bắt đầu nứt ra. Tiêu Quân Thống ở phía xa híp mắt lại, tay trái nắm chặt lấy đao. Sau một thoáng yên tĩnh, Việt Vô Trần đột nhiên bước về phía trước một bước, lão chắp ngón tay trái vuốt xuống thân kiếm một cái, chém. Giọng nói như sấm rền. Âm thanh vang lên, một tia kiếm quang sáng rực phá không xông tới. Vụt! Một âm thanh chói tai vang lên. Phía xa, Tiêu Quân Thống đột nhiên rút đao nổ về phía trước, sau lưng bỗng có vô số tàn ảnh xuất hiện. Chém! Theo giọng nói của Tiêu Quân Thống, một đao khí chém lên trên kiếm quang kia. Sau một thoáng yên tĩnh, chân trời đột nhiên chấn động kịch liệt, vô số kiếm quang và đao quang nổ tung, cùng lúc đó, một bóng người bay ra ngoài. Người này chính là Tiêu Quân Thống. Thấy cảnh này, mấy người đại tiểu thư nhà họ Đường lập tức xa sầm mặt. Lúc này, Việt Vô Trần trên không trung đột nhiên tiến lên một bước, lại chém. Dứt lời, lại một tia kiếm quang chém ra. Bên ngoài thần võ thành, Tiêu Quân Thống vừa cầm đao thì cả người lại bay ra ngoài. Bay xa nghìn trượng. Trên bầu trời của kiếm tông, Việt Vô Trần lại tiến lên một bước, lần này, kiếm trong tay lão bay thẳng ra ngoài. Vụt. Chương 1511. Lấy linh hồn ra thề. Lúc này, tia kiếm quang chói chang tựa như ánh mặt trời, mạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cuối chân trời, Tiêu Quân Thống đột nhiên cười gằn một tiếng, một khắc sau, gã ta rút đao chém liên tục về phía trước, đao quang không ngừng xuất hiện, nhưng đao quang kia vừa mới xuất hiện đã vỡ nát. Lúc này, một tia kiếm quang lóe lên trên không trung. Tiêu Quân Thống giơ đao ra chắn, nhưng một tia kiếm quang khác lại xuất hiện sau lưng gã ta. Xung quanh rơi vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Tiêu Quân Thống. Giác! Đao trong tay Tiêu Quân Thống đột nhiên nứt ra, cả mi tâm của gã ta cũng nứt ra một đường. Thua rồi. Sắc mặt mấy cao thủ Đường tộc đều trở nên u ám. Nhưng đại tiểu thư nhà họ Đường kia vẫn không chút cảm xúc. Tiêu Quân Thống nhìn Việt Vô Trần phía xa, hay cho một kiếm thánh siêu phàm. Dứt lời, vô số kiếm khí đột nhiên chém ra từ trong người gã ta, trong nháy mắt, cả người gã ta đã bị chém thành trăm mảnh. Hay! Vô số đệ tử kiếm tông bên dưới cất tiếng hoan hô. Thắng rồi! Mục Phong Trần cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cho dù thế nào, ông ta cũng không mong kiếm tông sẽ bị diệt vong. Trên không trung, Việt Vô Trần nhìn đại tiểu thư, ả ta đột nhiên vỗ tay, mỉm cười, hay cho một kiếm thánh siêu phàm, nếu kiếm tông có thêm mấy vị, e rằng Đường tộc thật sự phải suy xét cẩn thận hơn. Việt Vô Trần nhìn đại tiểu thư nhà họ Đường, cá chết lướt rách rất có lợi với Đường tộc cô sao? Đại tiểu thư cười, giao bảo vật kia ra, chúng ta sẽ tự rời đi. Nếu không giao ra, không phải cá chết lưới rách mà là kiếm tông ông chết chắc. Lúc này, Mục Phong Trần xuất hiện ở đối diện đại tiểu thư, bảo vật đó không nằm trong tay kiếm tông ta, lão phu có thể lấy linh hồn ra thề. Nghe vậy, đại tiểu thư nhà họ Đường híp mắt lại. Lấy linh hồn ra thề. Một vị kiếm tông lấy linh hồn ra thề, đây hoàn toàn không phải trò đùa. Chẳng lẽ nó thật sự không ở trong tay kiếm tông? Chương 1512. Món bảo vật đó là của kiếm tông sao?
Đại tiểu thư thấy hơi nghi ngờ. Mục Phong Trần lại nói, Diệp Huyên kia trời sinh gian trá, cô cảm thấy lời hắn nói đáng tin sao? Đại tiểu thư im lặng. Mục Phong Trần muốn nói thêm gì nữa, lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên. Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người Hải Kiếm Tông ta rơi vào tình cảnh thế này, người đắc ý lắm đúng không? Diệp Huyên cười nói, Mục Tông Chủ, đừng nói như mình là một người bị hại thế. Kiếm Tông rơi vào tình cảnh ngày hôm nay không phải là do hai ông cháu các người làm ra sao? Tay phải Mục Phong Trần nắm chặt lấy kiếm. Diệp Huyên nhìn đại tiểu thư nhà họ Đường, Đường đại tiểu thư, nếu cô đã từng điều tra ta thì nên biết, Diệp Huyên ta dù thực lực chẳng ra làm sao, nhưng ta chưa từng bán đứng ai cả. Còn Kiếm Tông này thì sao? Ngày đó ta đã gia nhập Kiếm Tông. Nhưng Kiếm Tông vì món bảo vật đó mà đuổi ta đi, còn vụ oan ta lấy trộm bảo vật của Kiếm Tông. Nói đến đây, hắn nhìn một vòng đệ tử Kiếm Tông xung quanh, Kiếm Tông truy nã ta, nói ta lấy trộm bảo vật của các người, vậy ta xin hỏi, món bảo vật đó là của Kiếm Tông sao? Đại tiểu thư nhìn Mục Phong Trần, Mục Tông Chủ, ta cũng muốn biết bảo vật đó có phải của Kiếm Tông không? Mục Phong Trần sa sầm mặt. Đang muốn đáp lời thì Diệp Huyên ở một bên lại nói, vụ oan ta thì thôi đi. Vì giết ta, Kiếm Tông còn không tiếc đến võ viện ra tay với muội muội và bạn bè của ta. Ngày đó Kiếm Tông các người đi đến võ viện làm gì? Đi nhằm vào một tiểu cô nương. Thể diện của các người đâu? Mẹ nó, thể diện của các người đâu? Diệp Huyên. Mục Phong Trần tức giận nhìn Diệp Huyên, ta. Diệp Huyên đột nhiên giận dữ nói, ông cái gì mà ông? Mục lão cẩu, lòng tham của ông và cháu trai hại chết bao nhiêu đệ tử của Kiếm Tông rồi, ông không thấy đau lòng sao? Hôm nay Kiếm Tông rơi vào tình cảnh bây giờ, ông không thấy có lỗi với tổ tiên của Kiếm Tông ư? Mục Phong Trần tức giận trừng Diệp Huyên, người bớt nói nhảm với ta đi, rõ ràng bảo vật đó đang nằm trong tay ngươi. Diệp Huyên cười nhạt, ở trong tay ta, ngày đó lúc ta giao bảo vật kia ra, Kiếm Tông ông đã lập tức uy hiếp mấy người Dạ Lan. Ép bọn họ rút lui khỏi Thần Võ Thành. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dạ Lan ở sau lưng đại tiểu thư, Dạ Lan tiền bối, chuyện ngày đó ông cũng tận mắt nhìn thấy, ngày đó Kiếm Tông này phách lối bao nhiêu. Ngày đó bọn họ mở mắt nói mò, nói bảo vật kia là của Kiếm Tông, còn uy hiếp các ông có còn nhớ không? Dạ Lan nhìn chằm chằm Mục Phong Trần, sao có thể không nhớ? Ngày đó Kiếm Tông ghê gớm lắm mà. Tuyên bố nếu chúng ta không rời đi thì vĩnh viễn không thể rời khỏi Thần Võ Thành nữa. Chương 1513. Vì Kiếm Tông quá tuyệt tình. Sắc mặt Mục Phong Trần cực kỳ khó coi. Diệp Huyên lại nói, Mục Tông Chủ, ông nói bảo vật đó trên người ta, vậy ta lại hỏi một câu, ngày đó bảo vật rơi vào tay các ông nói xem ta cướp đi nó từ trong tay biết bao nhiêu cao thủ của các ông bằng cách nào. Chẳng lẽ bảo vật đó tự mọc chân, tự biết đi. Mục Phong Trần giận dữ nói, nó đúng là tự biết đi. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Mục Phong Trần. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, ông đã không có liêm sỉ đến mức này thì ta còn có thể nói gì nữa. Nếu ông nói ở trong tay ta vậy thì ở trong tay ta đi. Diệp Huyên ta không muốn tranh cãi với ông nữa. Ngươi! Mục Phong Trần phẫn nộ nhìn Diệp Huyên, suýt tức hộc máu. Diệp Huyên không quan tâm đến Mục Phong Trần nữa, nhưng lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, Diệp Huyên, chẳng lẽ ngươi chỉ biết đấu võ mồm thôi sao? Diệp Huyên nhìn về phía Mục Phong Trần, vậy chúng ta đấu tay đôi. Mục Phong Trần híp mắt, tùy ngươi thôi. Nói xong, ông ta lập tức muốn ra tay. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngạc nhiên nói, ông thật sự muốn đấu tay đôi với ta. Ông, mặt mũi của ông đâu rồi? Ông không sợ mất mặt sao? Mục Phong Trần nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, ông ta đã bình tĩnh lại. Ông ta phát hiện Diệp Huyên đang cố ý chọc giận mình, để mình mắc sai lầm. Lúc này, Việt Vô Trần nhìn về phía Diệp Huyên, trong lòng lão rất phức tạp. Lúc Diệp Huyên đến Kiếm Tông, lão đã nhìn chúng thiên phú và tiềm lực của hắn, tiếc là Kiếm Tông lại tự tay đẩy thiên tài này ra ngoài. Mà lão không ngờ rằng Kiếm Tông không chỉ đuổi Diệp Huyên đi. Mà còn muốn đuổi cùng giết tận. Bây giờ Kiếm Tông và Diệp Huyên đã không còn cơ hội giảng hòa nữa. Vì Kiếm Tông quá tuyệt tình.
Việt Vô Trần nhỏ giọng thở dài, tiểu tử, chuyện đến mức này, ta cũng không muốn nhiều lời. Bây giờ cậu và lão phu lập trường bất đồng, lão phu sẽ không nương tay với cậu, vì ta là người của kiếm tông. Diệp Huyên gật đầu, hiểu. Việt Vô Trần quay đầu nhìn về phía đại tiểu thư, nếu cô không tin tông chủ của kiếm tông ta, vậy lão phu cũng lấy linh hồn ra thề, rằng món bảo vật đó không ở trong tay kiếm tông. Đường đại tiểu thư cười nói, vậy thì nó ở trong tay Diệp công tử rồi. Việt Vô Trần nói, thứ này có linh, tự mình chạy trốn cũng không phải chuyện lạ gì, không phải sao. Và lại, lão phu tin với trí thông minh của đại tiểu thư, có lẽ có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện. Chương 1514. Không tiêu diệt. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử có muốn nói gì không? Diệp Huyên lắc đầu, không. Mục Phong Trần nhìn về phía Diệp Huyên, cười nhạt, không phải ngươi giỏi ăn nói lắm à? Nói tiếp đi. Lúc này, đường đại tiểu thư chợt chen miệng vào, không, bảo vật đó không ở trong tay Diệp công tử, mà là ở trong tay kiếm tông. Mục Phong Trần ngạc nhiên nhìn đại tiểu thư đường tộc, vẻ mặt ả ta không chút cảm xúc, ả ta mở lòng bàn tay ra, lại một miếng bùa truyền âm bay lên cao, một khắc sau, không gian bên trên kiếm tông lại nứt ra, một hơi thở mạnh mẽ xuất hiện từ trong khe hở. Việt Vô Trần nhìn chằm chằm đường đại tiểu thư, nếu đã là kẻ thù, thì phải đuổi cùng giết tận, đúng không? Đường đại tiểu thư nhếch môi, kiếm tông truyền thừa nhiều năm, nếu đã đến đây sao có thể trở về tay không được? Nói xong, ả ta nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp công tử, giúp chúng ta một tay. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, xin lỗi, ta đau bụng, nói sau đi. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. Mọi người trợn mắt há mồm. Diệp Huyên chạy rất nhanh. Hắn biết rõ sau khi xử lý kiếm tông, đường đại tiểu thư này sẽ xử lý mình. Nữ nhân này rất thông minh. Đại tiểu thư nhà họ đường cũng không ngờ Diệp Huyên lại xoay người bỏ chạy. Rõ ràng là Diệp Huyên này nhìn thấu ý đồ của ả ta. Lúc này, bầu không khí trong sân hơi lúng túng. Có tiêu diệt kiếm tông không? Đại tiểu thư im lặng. Nếu tiêu diệt, chắc chắn kiếm tông sẽ liều mạng chống cự, đường tộc cũng sẽ phải thiệt hại một ít, còn nếu không tiêu diệt, bây giờ đã trở mặt với kiếm tông, hơn nữa hiện tại còn là thời điểm kiếm tông suy yếu nhất, không tiêu diệt ngay, một khi để kiếm tông hồi phục nguyên khí, khi đó, muốn tiêu diệt kiếm tông sẽ không chỉ thiệt hại một ít nữa, mà là phải trả giá đắt. Tiêu diệt. Không tiêu diệt. Đại tiểu thư do dự. Tất cả mọi người của kiếm tông đều nhìn cô gái trước mắt, bất cứ quyết định nào của ả ta cũng sẽ thay đổi số phận của kiếm tông. Chương 1515, đại tiểu thư còn ác hơn lão ta nữa. Không thể không nói, lúc này Việt Vô Trần cảm thấy rất bất đắc dĩ, thậm chí là hơi bi thương. Kiếm tông đã bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống đâu. Nhưng bây giờ, kiếm tông không thể nào chiến đấu được. Nếu trước đó không liều mạng với võ viện, có mấy trận pháp lớn kia cộng với linh hồn của tổ sư, kiếm tông muốn tự vệ hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng bây giờ, kiếm tông tổn thương nguyên khí nặng nề, hoàn toàn không thể liều mạng với nhà họ đường. Cho nên, có thể không đánh thì tốt nhất không đánh. Nhưng có đánh hay không, quyền quyết định không ở trong tay kiếm tông, mà là ở trong tay đường tộc. Lúc này, Dạ Lan bên cạnh đại tiểu thư nhà họ đường đột nhiên nói, đại tiểu thư, nếu bây giờ không tiêu diệt kiếm tông, sau này một khi kiếm tông trả thù, hơn nữa, kiếm tông truyền thừa nhiều năm, nếu có thể lấy được của cải của kiếm tông, tiểu thư nên biết gia tộc đang khuếch trương phát triển, đang là lúc cần tiền, lấy được của cải của kiếm tông, ít nhất chúng ta sẽ không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc trong mấy năm tới. Đại tiểu thư nhà họ đường im lặng không nói gì. Dạ Lan lại nói, hơn nữa rõ ràng kiếm tông có cấu kết với liên minh trật tự kia. Lần này nếu chúng ta bỏ qua cho bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ đi nhờ vào liên minh trật tự. Mà sau này một khi chúng ta có mâu thuẫn với liên minh trật tự, chắc chắn kiếm tông sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Cho nên thuộc hạ đề nghị, lúc này chịu thiệt một chút tiêu diệt kiếm tông, đặc biệt là vào lúc kiếm tông không còn phân thân của tiên tổ nữa, đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Nói đến đây, lão ta do dự một lát rồi tiếp tục, đại tiểu thư. Chỉ cần chúng ta tiêu diệt kiếm tông này, nếu bảo vật không nằm trong tay kiếm tông thì chúng ta lại đi tìm Diệp Huyên là được. Nhưng nếu không diệt kiếm tông, một khi kiếm tông, Diệp Huyên và võ viện giảng hòa liên thủ, khi đó bên tinh chủ mà nhúng tay vào nữa,
thì sẽ vô cùng bất lợi với chúng ta. Còn nếu tiêu diệt kiếm tông thì chỉ còn lại một mình Diệp Huyên thôi, chắc chắn võ viện không thể bảo vệ được hắn, khi đó, chúng ta muốn đối phó với hắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù võ viện bảo vệ hắn cũng không khó khăn với chúng ta. Đại tiểu thư nhìn về phía Việt Vô Trần ở phía xa, không biết quý tông môn có hứng thú gia nhập đường tộc ta không? Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía ả ta. Dạ Lan cũng hơi khó tin nhìn đại tiểu thư trước mặt. Đại tiểu thư còn ác hơn lão ta nữa. Muốn thu phục kiếm tông luôn. Lúc nghe thấy lời của đại tiểu thư nhà họ Đường, sắc mặt Việt Vô Trần lập tức trở nên lạnh lẽo, muốn kiếm tông ta thần phục nhà họ Đường các cô ư. Đại tiểu thư cười nói, các hạ, chúng ta là hợp tác. Việt Vô Trần cười nhạt, hợp tác, cô tin không? Đại tiểu thư Đường tộc cười, xem ra quý tông là không định hợp tác với Đường tộc ta rồi. Việt Vô Trần nhìn tất cả đệ tử kiếm tông bên dưới, mọi người có muốn đầu hàng không? Chương 1516, kỵ binh của Đường tộc. Đầu hàng. Tất cả đệ tử kiếm tông đồng thanh hét to, thà rằng chết trận. Việt Vô Trần quay đầu nhìn đại tiểu thư, cô nhìn thấy thái độ của kiếm tông ta chưa? Đại tiểu thư nhà họ Đường hờ hững nói, thà rằng chết trận. Được, ta sẽ cho các người như ý. Dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một tấm bùa truyền âm. Lúc này, Việt Vô Trần trước mặt ả ta không xa đột nhiên biến mất, một tia kiếm quang chém thẳng về phía đại tiểu thư. Rõ ràng là Việt Vô Trần muốn tiên hạ thủ vi cường. Nếu Đường tộc không bỏ qua, thì đương nhiên kiếm tông phải thừa dịp cao thủ của Đường tộc còn chưa đến để tiên hạ thủ vi cường rồi. Việt Vô Trần ra tay, tốc độ vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt đại tiểu thư nhà họ Đường. Đại tiểu thư không chút cảm xúc, cũng chẳng hề tránh né. Khi kiếm của Việt Vô Trần di chuyển tới chỗ cách ả ta nửa trượng, một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Việt Vô Trần, ngay sau đó, một thanh trường đao chém thẳng lên mũi kiếm của Việt Vô Trần. Việt Vô Trần lập tức lùi về chỗ cũ. Tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn về phía đối diện, một người mặc áo giáp màu đen đứng trước mặt đại tiểu thư, người mặc áo giáp đen có thân hình cao gấp đôi người bình thường, đầu đội mũ giáp đen, không nhìn thấy khuôn mặt. Bên hông gã đeo một thanh trường đao có vỏ. Việt Vô Trần nhìn người đó, ánh mắt nặng nề. Lúc này, Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, kiếm tông, có đầu hàng không? Nói đến đây, ả ta đột nhiên cười khẽ, bây giờ hỏi cái này, kiếm tông các người nhất định sẽ không đầu hàng, đợi một lát nữa vậy. Dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay ra, một tấm bùa truyền âm phóng lên trời. Chẳng mấy chốc, không gian bên trên kiếm tông bị nứt, một đội kỵ binh xông ra. Kỵ binh của Đường tộc. Khoảng 16 vị. Không những thế còn có một nhóm cao thủ mặc đồ bó sát màu đen, tay cầm trường cung màu mực. Khoảng 9 vị. Thấy cảnh này, sắc mặt tất cả mọi người của kiếm tông đều thay đổi. Không chỉ kiếm tông, sắc mặt mấy người võ vấn của võ viện cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Chương 1517. Đường tộc đã mạnh như thế rồi sao? Khoảng 37 cao thủ hàng đầu. Cộng thêm người mặc áo giáp bên cạnh đại tiểu thư, trận chiến này, dù là võ viện liên thủ với kiếm tông cũng chưa chắc đấu lại được. Đường tộc đã mạnh như thế rồi sao? Trong mắt võ vấn tràn đầy lo lắng. Lúc đầu, võ viện và kiếm tông đều cảm thấy mình là thế lực đứng đầu vũ trụ hỗn độn này, nhưng bây giờ xem ra kiếm tông và võ viện đã hơi thụt lùi rồi. Lúc có phân thân của tiên tổ, kiếm tông và võ viện còn có chỗ dựa, dù sao thực lực phân thân của tiên tổ này cũng không phải nghịch thiên bình thường, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhưng bây giờ, phân thân của tiên tổ đã không còn nữa. Có thể nói, dù là võ viện hay kiếm tông cũng đã mất đi lá bài tẩy mạnh nhất. Nghĩ đến đây, võ vấn, nhỏ giọng thở dài, nếu kiếm tông và võ viện không lục đục, hai bên liên thủ, có phân thân của hai vị tiên tổ ở trong thần võ thành này, ai dám xâm phạm thần võ thành chứ? Mà bây giờ, lúc này, ông ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Trên bầu trời của kiếm tông, theo cao thủ đường tộc xuất hiện, một áp lực vô hình lập tức bao phủ toàn bộ kiếm tông. Đây đã là áp đảo về thực lực rồi. Trên không trung, Đường đại tiểu thư nhìn Việt Vô Trần, bây giờ hỏi ông một lần nữa, có đầu hàng không? Việt Vô Trần đang muốn đáp lời, lúc này, Mục Phong Trần ở cách đó không xa chợt nói,
Đường đại tiểu thư tin bảo vật đó không ở trong tay kiếm tông ta rồi à? Đường đại tiểu thư nhìn về phía Mục Phong Trần, điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Mục Phong Trần trầm giọng nói, điều này rất quan trọng. Đường đại tiểu thư, ta có thể đảm bảo với cô, cao thủ của các ngươi ở đây sẽ chết ít nhất 9 phần 10, đến lúc đó, cô lấy gì đối phó với Diệp Huyên? Nói một cách khác, cô thật sự cho rằng kiếm tu kia thật sự đơn giản à? Ngày đó tinh chủ tập trung cao thủ của mấy tinh vực tấn công tinh vực Vị Ương, nhưng kết quả thì sao? Tất cả cao thủ đều bị tiêu diệt, ngay cả phân thân của tinh chủ cũng tan biến. Cô có từng nghĩ đến những điều này không? Đường đại tiểu thư lắc đầu, Mục tông chủ, bây giờ ta không quan tâm Diệp Huyên nữa, ta chỉ hỏi ông một câu, kiếm tông, có đầu hàng hay không? Nghe vậy, Mục Phong Trần lập tức xa sầm mặt. Ông ta vốn định di chuyển sự chú ý của Đường đại tiểu thư, nhưng bây giờ xem ra đối phương đã muốn xử lý kiếm tông rồi. Phải nói là muốn nuốt trọn kiếm tông. Như nghĩ đến điều gì, ông ta chợt ngẩng đầu nhìn về phía đại tiểu thư, mục tiêu của các người không phải bảo vật kia, mà là kiếm tông của ta. Huynh sai rồi. Việt Vô Trần ở một bên nhẹ giọng nói, ban đầu, mục tiêu của bọn họ chỉ là bảo vật kia. Nhưng kiếm tông ta lại ngu xuẩn đi liều mạng với võ viện, không những thế còn liên tục sử dụng lá bài tẩy. Vì vậy, mục tiêu của ả ta không còn chỉ là bảo vật kia nữa, là chúng ta cho bọn họ cơ hội này. Bây giờ ả ta là muốn nuốt trọn kiếm tông ta, sau đó là cướp lấy bảo vật kia. Mà so với Diệp Huyên, ả ta lại lựa chọn tiêu diệt kiếm tông trước, vì kiếm tông mạnh hơn Diệp Huyên. Sau khi xử lý kiếm tông, Diệp Huyên cũng chỉ còn một mình, thế nào cũng dễ xử lý hơn. Đường đại tiểu thư cười nói, kiếm tông không để các hạ làm tông chủ thật sự là quá ngu xuẩn. Nói xong, ả ta giơ tay phải lên muốn ra lệnh, lúc này, Mục Phong Trần đột nhiên nói, kiếm tông ta đồng ý hợp tác với Đường tộc. Chương 1518, kiếm tông thẳng thắn ra tay trước. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mục Phong Trần, ngay cả Việt Vô Trần cũng thế, trong mắt lão đầy vẻ khó tin. Tất cả cao thủ của kiếm tông cũng vội nhìn về phía Mục Phong Trần. Mọi người đều cho rằng mình nghe lầm. Muốn đầu hàng. Mục Phong Trần nhìn đại tiểu thư nhà họ Đường, kiếm tông ta đồng ý hợp tác với Đường tộc, là hợp tác. Đại tiểu thư cười như không cười, hợp tác như thế nào? Mục Phong Trần đang muốn lên tiếng, Việt Vô Trần cách đó không xa chợt chen miệng vào, sư huynh, huynh có biết mình đang nói gì không? Vẻ mặt Mục Phong Trần lạnh như băng, sư đệ thật sự hy vọng kiếm tông biến mất trên thế gian này sao? Việt Vô Trần nhìn Mục Phong Trần, không nói gì. Mục Phong Trần lại nói, cơ nghiệp vạn năm của kiếm tông không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta được. Việt Vô Trần lắc đầu, huynh phải biết nếu khuất phục, danh dự vạn năm của kiếm tông sẽ hủy hoại hết trong tay chúng ta. Không chỉ chúng ta không ngóc đầu lên được, những đời trước từng tạo ra vô số vinh dự cho kiếm tông cũng sẽ chết không nhắm mắt. Hơn nữa nếu khuất phục, kiếm tu của kiếm tông ta sẽ trở thành kiếm trong tay người khác, một thanh kiếm không có tự do và tôn nghiêm thì còn sắc bén không? Thế thì thà chết vinh còn hơn sống nhục. Mục Phong Trần gằn giọng nói, nhưng chẳng lẽ cứ mặc cho kiếm tông biến mất khỏi thế gian như thế ư? Chỉ cần người còn sống thì chuyện gì cũng có thể. Dù sao ta cũng không muốn Diệp Huyên kia được lợi. Việt Vô Trần đột nhiên biến mất. Vụt! Một tia kiếm quang thoáng chốc xuyên thủng đầu Mục Phong Trần. Mục Phong Trần trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin, ông ta không ngờ sư đệ của mình lại đột nhiên ra tay. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Việt Vô Trần trên không trung, Việt Vô Trần nhẹ giọng nói, huynh nói không sai, người sống thì mọi chuyện đều có thể. Nhưng nếu sống nhục, thì kiếm tông ta thà rằng không làm thế. Kiếm tu của kiếm tông ta, thua được, chết được, nhưng tuyệt đối không thể sống nhục. Nói xong, lão nhìn xuống dưới, tất cả đệ tử kiếm tông nghe lệnh, dù kiếm tông ta có diệt vong cũng phải có cốt khí, cũng phải oanh oanh liệt liệt. Giết! Giết! Kiếm tu trong kiếm tông la to như sấm rền, vang tận mây xanh. Kiếm tông thẳng thắn ra tay trước. Đầu hàng. Việt Vô Trần cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chương 1519. Tất cả con bài đều ném ra hết. Tại sao không thể đầu hàng? Như những lời của lão, tôn nghiêm, cốt khí, nếu phải thêm một điều nữa, thì chính là kiêu ngạo. Kiếm tông truyền thừa đến tận hôm nay, có khi nào lại cúi đầu trước kẻ thù? Chưa từng có,
bây giờ lại càng không thể có. Mà sở dĩ Việt Vô Trần ra tay giết Mục Phong Trần là bởi vì Mục Phong Trần muốn để kiếm tông quỳ xuống. Lúc trước, lão có thể nhịn Mục Phong Trần là vì dù đối phương có tâm tư riêng nhưng chung quy vẫn là vì kiếm tông, trong lòng vẫn có kiếm tông. Nhưng bây giờ, hành động lần này của Mục Phong Trần tuyệt nhiên đã xem như là phản bội lại kiếm tông. Nếu kiếm tông thật sự đầu hàng thì vô số tiền bối của kiếm tông sẽ chết không nhắm mắt. Giết! Việt Vô Trần dẫn đầu xông về phía những cao thủ đường tộc. Mà trong kiếm tông, những kiếm tu khác cũng hừng hực khí thế xông về phía cao thủ đường tộc. Đồng thời, kiếm tông cũng thi triển hết toàn bộ kiếm trận. Lúc này, kiếm tông đã không dám giữ lại một chút nào. Tất cả con bài đều ném ra hết. Kiếm trận liên tục tái hiện trong kiếm tông, hàng loạt kiếm quang răng khắp nơi từ trên không trung. Ngay tức khắc, bên phía kiếm tông vẫn chiếm được phần lớn thế thượng phong. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ kiếm trận của kiếm tông. Những kiếm trận này đa phần đều là thứ được truyền lại từ mấy nghìn năm trước, có thể dễ dàng giết chết cao thủ đạo cảnh. Dĩ nhiên chúng cũng có một khuyết điểm, đó chính là tiêu hao rất nhiều. Mỗi một kiếm trận đều tiêu hao năng lượng cực lớn. Thế nhưng, lúc này cũng gần như rơi vào tình trạng diệt tông. Đương nhiên kiếm tông cũng sẽ không tính toán rẻ rặt về mấy cái này. Trong không trung, đại tiểu thư đường tộc mang vẻ mặt vô cảm, mà người mặc giáp bên cạnh ả ta cũng không hề ra tay. Lúc này, lão nhạc trầm giọng nói, đại tiểu thư, cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Đại tiểu thư đường tộc trầm mặc. Lão nhạc lại nói, gọi thêm một nhóm cao thủ đến không? Đại tiểu thư đường tộc lạnh lùng nhìn lão nhạc. Chỉ bằng toàn bộ cao thủ đường tộc đều xông lên hết cho rồi. Chương 1520. Lão nhạc do dự chốc lát, rồi nói, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không có lợi cho chúng ta. Đại tiểu thư đường tộc nhìn người mặc giáp bên cạnh, chặn kiếm trận đó lại. Người mặc giáp gật đầu, ngay sau đó hắn ta lập tức xuất hiện trước mặt Việt Vô Trần. Một tiếng nổ đột ngột vang lên. Đại tiểu thư đường tộc lại ra lệnh, ra tay. Đám người lão nhạc cũng lập tức xông qua. Kiếm lên. Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ bên dưới kiếm tông, để rồi sau đó, hàng loạt kiếm trong tay đệ tử kiếm tông đồng loạt phóng thẳng lên trời. Trong không trung, mười mấy kỵ sĩ đường tộc xếp thành một hàng, tay nâng trường đao chém xuống. Vù vù. Một luồng đao quang hung tàn chém từ trên xuống, trong chớp mắt, từng âm thanh xé toạc liên tục vang lên từ trên bầu trời kiếm tông. Tuy nhiên bên trong kiếm tông từng thời từng khắc đều có người chết. Cung tiễn. Mũi tên của chín cung thủ gần như trượt phát nào, ngoại trừ cao thủ đạo cảnh có thể chống đỡ được một chút thì những cao thủ khác của kiếm tông hoàn toàn không thể cản nổi cung tên bọn họ. Thế nhưng, cao thủ bên đường tộc cũng có người ngã xuống, đã có đến 5 kỵ sĩ đường tộc ngã xuống rồi. Sức chiến đấu của những kiếm tu kiếm tông này cũng không hề yếu, nhất là lại có thêm những kiếm trận kia. Ngay cả những kỵ sĩ đường tộc cũng khó ngăn cản được. Mà nhìn tổng thể thì đường tộc đang chiếm ưu thế. Trong võ viện, ở bên cạnh võ vấn, Hách Liên Thiên trầm giọng nói, e là kiếm tông không chống đỡ nổi rồi. Võ vấn trầm giọng nói, nếu như kiếm tông bị diệt. Hách Liên Thiên nhìn võ vấn hỏi, sư tôn. Võ vấn khẽ nói, đại tiểu thư đường tộc này có dã tâm quá lớn. Nếu bảo vật kia không ở trong tay kiếm tông thì ả ta sẽ đối phó ai? Dĩ nhiên là Diệp Huyên. Mà Diệp Huyên mặc dù không phải người của võ viện ta nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với võ viện. Lúc đó, rất có khả năng ả ta sẽ dùng cái cớ này để đối phó với võ viện ta. Mà khi đó võ viện ta nên chống lại đường tộc này thế nào? Chương 1521. Võ viện được lắm. Hách Liên Thiên trầm giọng nói, ý của sư tôn là trợ giúp kiếm tông. Nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn cũng chẳng khác gì trực tiếp khai chiến với đường tộc. Võ vấn nhìn về phía kiếm tông, môi hở răng lạnh. Cho dù chúng ta có đắc tội bọn họ hay không thì họ cũng sẽ đối phó võ viện. Nói đến đây, tay trái ông ta khẽ siết chặt, truyền lệnh xuống dưới, tất cả cao thủ trong võ viện trợ giúp kiếm tông. Vừa dứt lời, thân hình ông ta lóe lên, lập tức xông về phía kiếm tông. Hách Liên Thiên do dự một lát. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh sau đó, các cao thủ của võ viện lần lượt xông về phía kiếm tông. Võ vấn biết rõ, đại tiểu thư đường tộc này dã tâm quá lớn,
kiếm tông diệt vong thì khả năng cao mục tiêu tiếp theo của đối phương chính là võ viện. Mà đến lúc đó, cũng không có bất kỳ thế lực nào sẽ đến giúp võ viện. Trên bầu trời kiếm tông, sau khi các cao thủ kiếm tông đột nhiên gia nhập nên cục diện cũng nhanh chóng đảo ngược. Nhất là võ viện cũng khởi động trận pháp lớn bắt đầu đối phó với kỵ sĩ đường tộc. Trên không trung, sắc mặt đại tiểu thư đường tộc trở nên rất khó coi, ả ta không hề do dự tất cả lui về. Rất nhanh sau đó, toàn bộ cao thủ đường tộc đều lui ra ngoài thần võ thành. Mà các cao thủ kiếm tông và võ viện cũng không hề đuổi theo. Hai bên đối mặt trên không. Đại tiểu thư đường tộc nhìn chằm chằm võ vấn, võ viện có ý gì? Võ vấn lạnh nhạt nói, thần võ thành này không phải địa bàn của đường tộc, xin các hạ dẫn người của mình rời đi. Khóe miệng đại tiểu thư đường tộc khẽ nhếch thành nụ cười lạnh, võ viện được lắm. Nói đến đây, vẻ mặt ả ta đột nhiên trở nên hung tợn, ta thấy võ viện ngươi là muốn chôn cùng với kiếm tông rồi. Vừa dứt lời, ả ta mở lòng bàn tay, một miếng bùa truyền lệnh đột nhiên phóng lên trời. Trong thần võ thành, Việt Vô Trần xuất hiện bên cạnh võ vấn, vẻ mặt lão có chút phức tạp, võ vấn huynh. Võ vấn khẽ nói, những chuyện trước đây thì không cần nhắc đến. Chuyện quan trọng lúc này là cùng nhau vượt qua cửa ải này. Chương 1522, bây giờ ả ta không còn đường lui nữa. Việt Vô Trần khẽ gật đầu. Hai người nhìn về phía xa, rõ ràng đại tiểu thư đường tộc này lại đang gọi viện binh đến. Rất nhanh chóng, trên bầu trời kiếm tông lại có thêm một đội kỵ binh. Vừa tròn 20 người. Không chỉ vậy, trong đó còn có hai con vượn khổng lồ to cỡ chừng một ngọn núi nhỏ. Hai con vượn lớn này vừa xuất hiện thì cả không gian trên trời lập tức rung chuyển một hồi, giống như bị động đất, khiến người ta kinh sợ vô cùng. Lúc này, đường đại tiểu thư nhìn về phía khe nứt không gian kia, lạnh giọng nói, đệ tốt của ta, người keo kiệt như vậy sao? Không cho ta thêm vài người nữa à? Lúc này, một bóng đàn ông hư ảo chợt xuất hiện bên ngoài khe nứt không gian đó. Người đàn ông hư ảo nhìn xuống đại tiểu thư đường tộc, đây đã là giới hạn mà gia tộc có thể cho tỷ rồi, nếu lần này thất bại thì tỷ tốt của ta à? Tỷ sẽ phải ăn không ngồi chờ rồi. Nói xong, hắn ta quay người biến mất. Vẻ mặt đường đại tiểu thư lạnh băng, ả ta không ngờ võ viện lại đột nhiên ra tay như vậy. Lần này, ả ta đã ép bản thân mình đến bước đường cùng. Đệ tử ưu tú của đường tộc đều có thể điều động một nhóm kỵ sĩ đường tộc, nhưng hành động này đi kèm một yêu cầu, đó chính là nhất định phải đem lại ích lợi về cho gia tộc. Chỉ cần đem lợi ích về cho gia tộc thì cái gì cũng dễ ăn dễ nói. Nhưng một khi bỏ ra nhiều hơn những gì đạt được thì vấn đề lại lớn rồi. Bây giờ ả ta không còn đường lui nữa. Bởi vì kỵ sĩ đường tộc đã chết mất mấy người. Bồi dưỡng những kỵ sĩ này vô cùng khó khăn, có thể nói, phải hao phí rất nhiều tiền tài để bồi dưỡng cho mỗi người. Đương nhiên, nếu như lấy được kiếm tông và võ viện, và cả bảo vật kia thì cho dù tất cả kỵ sĩ đường tộc có bị giết chết cũng đều đáng giá. Nghĩ đến đây, vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lẽo, ả ta nhìn về phía thần võ thành, đang định mở lời thì võ vấn ở trong thành đột nhiên nói, để đường tộc được chiêm ngưỡng con át chủ bài của võ viện ta một chút vậy. Hách Liên Thiên ở sau lưng ông ta đột nhiên xoay người biến mất. Một hồi sau, từ bên trong võ viện, một luồng hơi thể mạnh mẽ đột nhiên phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, một pho tượng đá siêu cấp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hình dáng tượng đá siêu cấp này còn to hơn cả con vượn lớn kia. Chương 1523, đây là cảm giác của tất cả các cao thủ đường tộc. Không chỉ vậy, trong võ viện còn có ba ông lão tóc bạc đột ngột xuất hiện. Nhưng ba người họ đều là linh hồn. Võ Thánh. Nhìn thấy ba người họ, sắc mặt đường đại tiểu thư lập tức trở nên khó coi. Mà lúc này, Việt Vô Trần chợt nói, kiếm lên. Vừa dứt lời, 18 thanh kiếm đột nhiên bay ra từ mộ kiếm ở ngọn núi phía sau kiếm tông. Ngay sau đó, 18 thanh kiếm này liền bay lượn trên không trung kiếm tông. Mỗi một thanh kiếm đều là cấp bậc tạo hóa cảnh. Quan trọng hơn là, bên trong những thanh kiếm này đều chứa đựng ý chí kiếm đạo mạnh mẽ. Những thanh kiếm này đều từng là bội kiếm của những tiền bối kiếm tông đi trước, cứ hễ một tiền bối đó ngã xuống thì dù đang ở phương nào, chỉ cần không có người kế thừa thì kiếm của bọn họ đều quay về kiếm tông. Mà những tiền bối của kiếm tông dùng những thanh kiếm mạnh mẽ này tạo ra một kiếm trận.
Đây cũng có thể nói là át chủ bài cuối cùng của kiếm tông. Sau khi 18 thanh kiếm xuất hiện, một tia kiếm thế ngập trời trực tiếp bao phủ lấy Đường đại tiểu thư. Người mặc giáp kia của Đường tộc bỗng chốc đã đứng cản trước mặt đại tiểu thư Đường tộc, không chỉ vậy, những thiết kỵ kia của Đường tộc cũng đồng loạt đứng chặn trước mặt ả ta. Nguy hiểm! Đây là cảm giác của tất cả các cao thủ Đường tộc. Mà vẻ mặt Đường đại tiểu thư lại bình tĩnh, ả ta nhìn 18 thanh kiếm đó, sau nhìn sang Việt Vô Trần, đến bây giờ mới lấy ra, nếu ta đoán không nhầm thì 18 thanh kiếm này chỉ có thể dùng được một lần, đúng không? Vẻ mặt Việt Vô Trần vô cảm, cho dù chỉ có thể dùng một lần thì cũng có thể lấy được mạng ngươi rồi. Đúng như lời của Đường đại tiểu thư, kiếm trận này chỉ có thể dùng một lần, 18 thanh kiếm này mạnh mẽ như vậy là vì trong kiếm chứa đựng ý chí kiếm đạo của cao thủ kiếm tông. Mà một khi đã khởi động, những ý chí kiếm đạo này biến mất, đến lúc đó những thanh kiếm này chỉ đơn thuần là thần khí cấp bậc tạo hóa cảnh mà thôi. Đại tiểu thư Đường tộc cười lạnh, muốn mạng của ta, có phải ngươi tự tin quá rồi không? Việt Vô Trần lạnh nhạt nói, trong 18 thanh kiếm này chứa đựng ý chí kiếm đạo của 18 vị kiếm thánh siêu phàm, còn cất giấu 18 kiếm trận siêu cấp, một khi đã khởi động, đến thần quỷ cũng có thể giết, huống hồ là ngươi. Nếu không tin, bây giờ lão phu có thể để cho ngươi thử xem. Chương 1524. Không thể ngăn chặn. Đường đại tiểu thư đang định nói thì ngay lúc này, người mặt giáp bên cạnh ả ta đột nhiên nói, không thể ngăn chặn. Đường đại tiểu thư nhìn người mặc giáp lại nói, không thể ngăn chặn. Nghe vậy, sắc mặt Đường đại tiểu thư lập tức trầm xuống. Cách đó không xa, Võ Vấn chợt nói, Đường đại tiểu thư, lão phu không dám nói nhất định sẽ thắng ngươi, nhưng võ viện ta và kiếm tông liên thủ, cho dù ngươi có thể thắng thì đó cũng là thắng thảm. Những người ngươi dẫn đến phải nằm lại đây 8 phần, thậm chí có thể là toàn bộ. Mà lúc đó, võ viện ta và kiếm tông đều ngọc nát đá tan, các ngươi cũng chẳng lấy được gì cả. Còn về Đường tộc với các cao thủ, ta tin chắc, các ngươi cũng không dám dẫn toàn quân đến thần võ thành, các ngươi cũng có kẻ thù, đúng chứ? Đường đại tiểu thư trầm mặc một lúc, sau đó nói, lui. Nói xong, ả ta dẫn những cao thủ Đường tộc quay người rời đi. Nhưng chưa đi được bao lâu thì đột nhiên ả ta dừng lại, sau đó xoay người nhìn về hướng thần võ thành. Nếu như chỉ là võ viện, kiếm tông các người thì đương nhiên Đường tộc ta sẽ không bỏ ra cái giá lớn như vậy để đối phó với các người, nhưng nếu như võ viện ngươi và kiếm tông có bảo vật đó. Nói đến đây, ả ta khẽ nhếch miệng. Võ Vấn trầm giọng nói, ngươi biết rõ bảo vật đó ở trên người Diệp Huyên. Đường đại tiểu thư lắc đầu, không, không phải ở trên người Diệp Huyên, mà ở trên người các người. Nghe vậy, vẻ mặt hai người Võ Vấn và Việt Vô Trần đều trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, Đường đại tiểu thư lại nói, Diệp công tử, ta biết ngươi đang nấp trong tối, ta tặng cho ngươi một câu, bất kỳ lúc nào cửa lớn Đường tộc ta cũng đều mở rộng vì ngươi, hoan nghênh ngươi gia nhập, ha ha. Rất nhanh sau đó, đại tiểu thư Đường tộc dẫn theo cao thủ Đường tộc biến mất. Thấy vậy, Võ Vấn và Việt Vô Trần đều thấy nhẹ nhõm trong lòng. Vì nếu như vị đại tiểu thư Đường tộc này không đi, vậy chỉ có một kết quả, ngọc nát đá tan. Cho dù là võ viện hay kiếm tông, không ai muốn lâm vào cảnh ngọc nát đá tan này. Ở trong tối, Diệp Huyên nhìn theo hướng đại tiểu thư Đường tộc rời đi, khẽ nói, người phụ nữ này thật nham hiểm. Những lời người phụ nữ này vừa nói lúc rời đi, thật ra là để gây xích mích chia rẽ. Chia rẽ hắn với võ viện và cả kiếm tông bây giờ. Chương 1525, châm ngòi ly gián. Không cần phải nói, kiếm tông và võ viện chắn chắn đều đang đề phòng hắn. Trầm mặc một lúc, Diệp Huyên lặng lẽ quay người biến mất. Muốn gài hắn, cửa cũng chẳng có. Trên đầu kiếm tông, Việt Vô Trần nhìn Võ Vấn bên cạnh, nhẹ giọng nói, Võ Vấn huynh, tất cả những chuyện trước đây kiếm tông ta đã làm với võ viện. Võ Vấn lắc đầu, chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa. Kiếm tông hôm nay do ngươi làm chủ, ta hy vọng hai bên chúng ta có thể buông bỏ mọi ân oán, liên thủ đối mặt với mọi thứ. Ông ta hiểu rõ, bây giờ võ viện và kiếm tông đều không còn át chủ bài mạnh nhất, nếu hai bên không liên thủ thì thần Vũ Thành này nhất định sẽ bị đổi chủ. Việt Vô Trần gật đầu, Võ Vấn huynh buông xuống được thì kể từ hôm nay, kiếm tông ta và võ viện cùng sống cùng chết. Cùng sống cùng chết.
Cho dù là Võ Vấn hay Việt Vô Trần, hai ên cũng đều hiểu rõ, bây giờ kiếm tông và võ viện đã rơi vào cảnh nếu môi hở thì răng lạnh, ai diệt vong thì kết cục bên còn lại cũng không tốt đẹp gì. Mà nếu như hai bên liên thủ, vậy thì bất kỳ thế lực nào muốn tiêu diệt bọn họ cũng sẽ đều phải trả giá thảm khốc. Lúc này, đột nhiên Việt Vô Trần nhẹ giọng nói, lời mà vị đại tiểu thư Đường tộc kia nói lúc rời đi. Châm ngòi ly gián. Võ Vấn trầm giọng nói, người phụ nữ này hy vọng chúng ta đối phó với Diệp Huyên, hoặc là nói, à ta không muốn Diệp Huyên đứng bên phía chúng ta. Diệp Huyên. Sắc mặt Việt Vô Trần có chút phức tạp. Thật ra, nếu như có thể quay ngược thời gian thì ban đầu lão sẽ lựa chọn trực tiếp trấn áp ông cháu Mục Phong Trần. Thế nhưng lúc đó, lão lại có điều lo lắng. Thứ nhất, nếu như lão ra tay trấn áp ông cháu Mục Phong Trần thì có thể sẽ trực tiếp dẫn đến nội loạn trong kiếm tông. Phải biết là ông cháu Mục Phong Trần khi ấy đã quản lý kiếm tông nhiều năm, nắm giữ quyền hành tuyệt đối. Hơn nữa, lão cũng đã từng ủng hộ hành động của hai ông cháu Mục Phong Trần. Diệp Huyên mang bảo vật trên người, nếu giữ lại kiếm tông thì đó là chuyện tốt đối với kiếm tông. Nhưng lão không hề ngờ được là sau khi hai ông cháu Mục Phong Trần đuổi Diệp Huyên đi rồi thì còn muốn chém tận giết tuyệt, hơn nữa lại ngu xuẩn đến mức muốn cướp đoạt bảo vật kia. Chuyện này lão không hề ngờ tới. Mà sau khi lão biết được thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Chương 1526, thậm chí năm đó còn có chút oán hận. Võ Vấn chợt nói, chúng ta không thể có bất kỳ quan hệ qua lại gì với Diệp Huyên được. Việt Vô Trần nhìn Võ Vấn hỏi, Võ Vấn huynh, như vậy há chẳng phải đúng ý đại tiểu thư Đường tộc kia sao? Võ Vấn lắc đầu, không còn cách nào khác, Diệp Huyên này chính là một dòng nước xoáy. Nếu hắn ở thần võ thành thì sẽ đem lại càng nhiều rắc rối hơn thôi. Bởi vì có hắn nên những người kia nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đối với võ viện và kiếm tông. Nhưng nếu không có hắn, bọn họ nếu lại muốn đến đối phó với chúng ta thì phải ngẫm thử xem có đáng hay không. Việt Vô Trần trầm giọng nói, muội muội hắn và bằng hữu đều ở võ viện, những người đó. Nói đến đây, trong lòng lão chợt kinh sợ. Tâm tính. Lão phát hiện. Hiện tại, tiếp quản kiếm tông thì tâm tính của mình đã thay đổi. Lão rất tán thưởng Diệp Huyên, điều này lão chưa từng che giấu. Thế nhưng sau khi lão tiếp quản kiếm tông thì nhận ra là giữa Diệp Huyên và kiếm tông, lão sẽ lựa chọn kiếm tông theo bản năng, thậm chí còn vì kiếm tông, trong lòng sẽ có những suy nghĩ mà bản thân từng cho rằng đáng hổ thẹn. Tỷ như, bắt Diệp Huyên và bằng hữu, với cả muội muội của hắn đều rời khỏi thần võ thành. Mặc dù suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên nhưng nó thật sự đã từng có. Việt Vô Trần nhìn về hướng mộ kiếm của kiếm tông, ánh mắt có chút phức tạp. Năm đó, lão là người có thiên phú cao nhất của kiếm tông, cũng là người có thực lực mạnh nhất, nhưng tông chủ kiếm tông đời trước cũng chính là sư phụ của lão lại trao vị trí tông chủ này cho Mục Phong Trần. Lão vẫn không hiểu tại sao. Thậm chí năm đó còn có chút oán hận. Mà hôm nay, lão mới hiểu được. Sư tôn không truyền vị cho lão thật ra là vì muốn tốt cho lão. Nếu như lão tiếp nhận kiếm tông, có thể cả đời này sẽ không thể đột phá được đến kiếm thánh siêu phàm. Là tông chủ, làm bất kỳ chuyện gì, lão đều phải lo trước nghĩ sau. Mà tâm tình như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kiếm đạo. Lúc này, đột nhiên Võ Vấn nói, ta đi nói chuyện với hắn. Việt Vô Trần không nghĩ nữa, nhìn Võ Vấn, hắn sẽ phối hợp với huynh sao? Võ Vấn nhẹ giọng nói, sẽ, bởi vì hắn rất coi trọng bằng hữu và muội muội, vì bọn họ, hắn nhất định sẽ phối hợp. Còn nữa, Việt huynh, từ bây giờ trở đi, cho dù là kiếm tông của ngươi hay là võ viện của ta, chúng ta đều cần phải luôn luôn giữ cảnh giác, đề phòng người phụ nữ kia đánh úp bất ngờ. Chương 1527, mọi người đều sợ bị vạ lây. Việt Vô Trần gật đầu, ta biết. Ta đã hạ lệnh cho tất cả đệ tử kiếm tông ở bên ngoài quay về. Kiếm tông có một vài kiếm tu đang rèn luyện bên ngoài, mà trong số những người này, có không ít cao thủ đạo cảnh. Chẳng qua có một vài kiếm tu đã rời kiếm tông khá lâu rồi, thậm chí hơn cả trăm năm, những người này còn sống hay chết vẫn còn là ẩn số. Nhưng chỉ cần chưa chết thì những kiếm tu này chắc chắn sẽ vội vàng quay về. Rất nhanh, Võ Vấn đưa những cao thủ võ viện rời đi. Kiếm tông khôi phục lại sự yên tĩnh, đương nhiên trong lòng những kiếm tu thì không hề bình tĩnh. Kiếm tông bây giờ chỉ còn lại một đống hỗn loạn. Mà lần này,
có thể nói Kiếm Tông đã bị tổn thất nghiêm trọng, cao thủ đạo cảnh chỉ còn lại 6 người, mà thứ tích góp nhiều năm của Kiếm Tông cũng mất đi một nửa. Có thể nói, Kiếm Tông bây giờ không dám tùy tiện thi triển kiếm trận nữa rồi. Bởi vì mỗi một kiếm trận sẽ làm tiêu hao rất rất nhiều. Lúc này, Việt Vô Trần nói, chôn cất những người đã hy sinh cho đáng hoàng. Ngoài ra, kể từ bây giờ, tất cả mọi người không được ra khỏi Thần Võ Thành. Nói xong, lão nhìn thi thể Mục Phong Trần cách đó không xa, ánh mắt có chút phức tạp, cũng mai táng ông ta cho cẩn thận. Nói xong, lão quay người đi về hướng mộ kiếm. Sau khi cao thủ Đường tộc rời đi, cả Thần Võ Thành dần dần yên tĩnh lại, nhưng cả tòa thành lại trở nên trống rỗng hoang vắng. Đại chiến Kiếm Tông và Võ Viện đã khiến một nhóm người đi hết, sau đó cao thủ Đường tộc xâm phạm lại khiến một ít người còn lại trong Thần Võ Thành rời đi. Không ai dám ở trong Thần Võ Thành. Mọi người đều sợ bị vạ lây. Bên ngoài Thần Võ Thành, trong một ngọn núi, đại tiểu thư Đường tộc ngồi xếp bằng dưới mặt đất, cách hạ ta không xa là nhóm kỵ sĩ đang đứng, bên cạnh là người mặc giáp kia. Một lúc lâu sau, đại tiểu thư Đường tộc mới mở mắt ra. À ta đứng dậy, sau đó nhìn về hướng Thần Võ Thành với ánh mắt lạnh băng. Lão Nhạc trầm giọng, đại tiểu thư, bây giờ nên làm thế nào? Nên làm thế nào? Đại tiểu thư Đường gia khẽ nheo mắt, ông cảm thấy hiện chúng ta nên làm sao? Chương 1528, e là bọn họ không còn gan đến đây nữa rồi. Lão Nhạc lắc đầu, bây giờ Võ Viện và Kiếm Tông liên thủ. Nếu trong tộc không phái cao thủ đến thì dù chúng ta có nuốt được Thần Võ Thành, e là cũng chết hết 9 phần 10 nhân lực. Đại tiểu thư Đường ra lắc đầu, trong tộc sẽ không phái cao thủ đến. Lão Nhạc cau mày, tại sao? Đại tiểu thư Đường ra lạnh giọng nói, bởi vì trong tộc đã có người không bằng lòng rồi. Đám người chúng ta đã đủ để đoạt lấy báu vật kia rồi. Lão Nhạc hỏi, bỏ qua Thần Võ Thành. Đại tiểu thư Đường tộc không nói gì. Lão Nhạc lại nói, đại tiểu thư, bảo vật kia thật sự ở trong tay Diệp Huyên. Đại tiểu thư Đường ra khẽ nói, khá chắc, chúng ta vừa bắt đầu thì đã bị người này chơi khăm rồi. Không chỉ chúng ta mà Kiếm Tông kia cũng bị hắn ta xoay mòng mòng. Người này không chỉ có thực lực mạnh, mà trí thông minh cũng chẳng thấp. Lão Nhạc gật đầu, người này không giống như một kiếm tu, mà bây giờ hắn đang ẩn nấp trong tối, chúng ta căn bản không có cách nào để bắt được hắn. Cách duy nhất chính là ra tay với Võ Viện, thế nhưng Võ Viện lại liên thủ với Kiếm Tông. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trùng xuống. Bây giờ lão ta mới phát hiện, bây giờ bọn họ đúng là không có biện pháp nào để bắt Diệp Huyên. Đại tiểu thư Đường tộc cũng im lặng, lúc này trong lòng ả ta vô cùng sốt ruột. Vốn dĩ ả ta có thể đánh hạ Kiếm Tông, sau đó sẽ đối phó với Diệp Huyên, lúc đó, ả ta không chỉ có thể đối phó với Diệp Huyên. Mà còn có thể chiếm lấy cả Võ Viện. Đáng tiếc là Võ Viện lại đột nhiên ra tay giúp đỡ Kiếm Tông, làm hư hết toàn bộ kế hoạch của ả ta, nhất là Diệp Huyên kia lại càng quỷ quyệt, vừa thấy tình hình không ổn đã lập tức chạy trốn. Một lát sau, đột nhiên đại tiểu thư Đường nói, đi liên hệ với những tinh vực lúc trước đã tấn công tinh vực Vị Ương. Lão Nhạc do dự một lát, sau lại nói, e là bọn họ không còn gan đến đây nữa rồi. Đường đại tiểu thư lạnh giọng nói, ta không tin bọn họ không muốn báo thù. Lão Nhạc khẽ gật đầu, lão phu đi thử xem. Nói xong lão ta quay người rời đi. Đường đại tiểu thư nhìn Dạ Lan bên canh, giúp ta liên hệ một vài người. Chương 1529. Xin lỗi, chúng ta không còn cách nào khác. Một lát sau, Dạ Lan cũng quay người rời đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Thần Võ Thành, vậy thì cứ chơi đùa cùng các người thôi. Diệp Huyên. Nói đến đây, ánh mắt ả ta dần trở nên lạnh buốt. Tại Võ Viện. Trong Võ Điện, Diệp Huyên yên tĩnh đứng đó, người ở trước mặt, cách hắn không xa là Võ Vấn và Hách Liên Thiên. Võ Vấn nhìn Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, có lẽ ngươi biết dụng ý của lão phu bảo ngươi đến chứ? Diệp Huyên cười nói, Võ Vấn tiền bối hy vọng ta rời đi sao? Võ Vấn gật đầu, người bắt buộc phải đi. Võ Viện ta không chịu đựng nổi khi Đường tộc và nhiều thế lực khác nhắm vào. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta đi, bọn họ đến Võ Viện vì tìm ta. Võ Vấn nhìn Diệp Huyên, ngươi nên biết mình phải làm gì. Diệp Huyên bật cười. Đương nhiên hắn biết nên làm thế nào.
hắn không thể ẩn núp nữa. Hắn buộc phải liên tục hiện thân, sau đó thu hút sự chú ý của Đường tộc, rồi lại dẫn dụ đối phương đến nơi khác. Mà chỉ cần hắn hiện thân thì chắc chắn Đường tộc sẽ đi tìm hắn, không có thời gian trả giá để đối phó với võ viện và kiếm tông. Nói trắng ra là hắn buộc phải thu hút hỏa lực. Võ Vấn trầm giọng nói, xin lỗi, chúng ta không còn cách nào khác. Diệp Huyên cười nói, chăm sóc muội muội và bằng hữu ta thật tốt. Ta không hy vọng võ viện giao bọn họ ra chỉ vì tự bảo vệ mình, nếu thật sự như thế, ta có thể đưa bọn họ đi bây giờ. Hắn còn có tháp giới ngục. Đương nhiên hắn có thể đưa bọn họ rời đi, dù làm vậy sẽ rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Một mình hắn có chuyện thì tất cả mọi người đều sẽ chết. Võ Vấn nhìn thẳng Diệp Huyên, người yên tâm, võ viện ta tuyệt đối sẽ không bán đứng bọn họ để tự bảo vệ mình. Diệp Huyên gật đầu, ta nhớ rõ lời này của tiền bối. Nếu như tiền bối nuốt lời, ta chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết sạch toàn bộ người trong võ viện. Nhưng nếu tiền bối giữ lời, ta cũng không tiếc giá nào để đứng bên cạnh võ viện, cũng không tiếc gì để thu hút chú ý của toàn bộ kẻ thù. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khi đi đến cửa, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó nói với muội muội ta, ca ca sẽ không để bất cứ ai tổn thương muội ấy dù chỉ là một cọng tóc, nếu như có, vậy thì khi ấy, Diệp Huyên ta đã chết rồi. Nói xong hắn liền đi ra ngoài. Chương 1530, huynh ấy không cần ta nữa sao? Võ Vấn nhìn Diệp Huyên rời đi, rất lâu không nói lời nào. Bên cạnh Võ Vấn, Hách Liên Thiên nhẹ giọng nói, người này sẽ làm gì? Võ Vấn lắc đầu, cho dù làm gì thì cũng đã không liên quan tới chúng ta nữa rồi. Mà lúc này, Tần Sơn đột nhiên vội vàng đi đến, nhà đầu Diệp Liên kia biến mất rồi. Võ Vấn và Hách Liên Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Diệp Liên của bây giờ so với trước kia lại càng quý báu hơn, bởi vì sư tổ kiếm tông đã giải bỏ cấm chế cơ thể cho nàng ta, Diệp Liên của bây giờ chỉ mất nhiều nhất nửa năm là có thể đạt tới đạo cảnh. Hơn nữa, sự phát triển của Diệp Liên không giới hạn. Hai người lập tức biến mất. Trong thần võ thành, trên phố vắng, một cô bé chạy thẳng hướng ra ngoài thành, huynh. Cô bé vừa chạy vừa khóc, nước mắt tựa như vỡ đê. Rất nhanh, cô bé chạy tới được cổng thần võ thành, hướng ra ngoài thành hô to, huynh. Không ai đáp lại. Lúc này, Võ Vấn xuất hiện trước mặt Diệp Liên. Diệp Liên nhìn Võ Vấn, có chút tủi thân, võ ra ra. Huynh của ta đâu rồi? Võ Vấn nhẹ giọng nói, hắn đi rồi. Diệp Liên ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay ôm mặt, khóc giống, huynh ấy không cần ta nữa sao? Lúc này, nàng căn bản không giống một cao thủ đã đạt tới tạo hóa cảnh. Giờ phút này, nàng chỉ là một cô bé vì mất đi anh trai mà hoảng sợ. Võ Vấn ngồi xổm trước mặt Diệp Liên, nhẹ giọng nói, nhà đầu, hắn không phải không cần cháu. Hắn là vì bảo vệ cháu nên mới rời đi, cháu hiểu không? Diệp Liên nghiêng đầu, nước mắt không ngăn được chảy ra, ta không hiểu, ta chỉ muốn theo huynh ấy, ta chỉ muốn theo huynh ấy. Nói xong, cô bé đột nhiên đứng dậy phóng ra phía ngoài, huynh. Võ Vấn vội vàng ngăn Diệp Liên, nhà đầu, cháu cũng biết, cháu là điểm yếu lớn nhất của hắn. Diệp Liên nhìn Võ Vấn, nước mắt kia giống như chảy mãi không hết. Võ Vấn trầm giọng, ca ca của cháu rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng hắn có nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất của hắn chính là cháu. Kiếm tông không đánh bại được hắn, đường tộc cũng không đánh bại được hắn, nhưng, cháu có thể đánh bại hắn, hơn nữa có thể đánh bại hắn một cách vô cùng dễ dàng, cháu hiểu không? Chương 1531, vẫn không có ai đáp lại. Diệp Liên nắm chặt hai nắm đấm, không nói gì. Võ Vấn lại nói, cháu là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nếu như cháu bị đường tộc bắt được, hắn phải làm sao? Mà cháu đi theo hắn, cháu của bây giờ có thể giúp hắn không? Nhà đầu, bây giờ cháu cần tu luyện thật tốt, đủ mạnh, mới có thể không liên lụy hắn, thậm chí bảo vệ hắn, hiểu chưa? Diệp Liên nắm chặt tay, nàng không nói gì, chỉ khóc, không ngừng khóc. Võ Vấn nhẹ giọng nói, cháu lớn mạnh. Cháu an toàn thì sẽ không có ai có thể uy hiếp ca ca của cháu biết không? Diệp Liên lau nước mắt trên mặt, nàng liếc nhìn bốn phía, huynh, muội sẽ cố gắng. Nhưng huynh nhất định phải đồng ý với muội, nhất định không được xảy ra chuyện, nhất định phải tới tìm muội, nhất định.
Bốn phía, vô cùng im lặng, không có gì đáp lại. Võ Vấn nói khẽ, hắn nghe được. Diệp Liên nhìn xung quanh một cách trống rỗng, run giọng, huynh. Huynh đi ra gặp muội một chút được không? Chỉ một chút thôi, muội bảo đảm sẽ không quấy rầy huynh, muội hứa sẽ chăm chỉ tu luyện, huynh ra gặp muội một chút được không? Nhưng, vẫn không có ai đáp lại. Diệp Liên khóc càng to hơn. Sắc mặt Võ Vấn có chút phức tạp. Ông ta biết, huynh muội Diệp Huyên từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm rất sâu đậm, nhưng ông ta thật không ngờ tình cảm của đôi huynh muội này lại sâu sắc đến vậy. Diệp Liên lau nước mắt, nàng kéo tay Võ Vấn, Võ ra ra, chúng ta đi thôi. Võ Vấn gật đầu, sau đó dắt Diệp Liên đi về Thần Võ Thành. Khi đi tới cổng, Diệp Liên đột nhiên dừng lại, cô bé xoay người đột nhiên hô to, huynh, nếu huynh chết, muội nhất định sẽ không sống tiếp. Nói xong, nàng xoay người chạy vào trong Thần Võ Thành. Cổng thành, Võ Vấn quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó, sau đó ông ta xoay người rời đi. Ngoài Thần Võ Thành, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn bên trong Thần Võ Thành, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trên gương mặt lại có hai hàng nước mắt. Một lát sau, Diệp Huyên nói khẽ, nha đầu, huynh sẽ sống tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đi vào bên trong một dãy núi. Trước một đầm nước, đại tiểu thư nhà họ Đường đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt, nàng ta nhìn hướng đối diện cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã có một người đứng ở đó. Các cao thủ Đường tộc đều nhìn về phía Diệp Huyên mỉm cười, Đường đại tiểu thư, ta tới đây vì muốn nói cho cô một chuyện. Chương 1532, phá vỡ tất cả kế hoạch của ả ta. Đường đại tiểu thư cười nói, chuyện gì? Diệp Huyên mỉm cười, một tòa tháp hư ảo hiện ra giữa hai chân mày hắn. Đường đại tiểu thư nhìn tòa tháp hư ảo kia, hai mắt lập tức nheo lại. Diệp Huyên cười nói, ta muốn nói cho Đường đại tiểu thư, bảo vật kia ở trong tay ta, mà bây giờ ta phải đi Trật Tự Thành, Đường đại tiểu thư, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Không ai động thủ. Bởi vì tới đây không phải là bản thể của Diệp Huyên, mà là một phân thân. Trật Tự Thành. Sắc mặt Đường đại tiểu thư cực kỳ u ám lạnh lùng. Trật Tự Thành này chính là địa bàn của Liên minh Trật Tự. Một ông lão ở bên cạnh ả ta trầm giọng nói, hắn nghĩ muốn dẫn chúng ta đi. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Thần Võ Thành, ả ta chỉ nhìn như vậy, vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được lửa giận của vị đại tiểu thư này. Nếu giữ Diệp Huyên lại, cách tốt nhất chính là tấn công Võ Viện, mà bây giờ, Võ Viện cùng Kiếm Tông liên thủ, ả ta muốn tấn công là rất khó rất khó. Đặc biệt là Diệp Huyên, nếu bây giờ ả ta tấn công Võ Viện, Diệp Huyên nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Diệp Huyên của bây giờ, cho dù là nàng cũng không dám khinh thường. Một người có thể giết chết sát thủ kiếm tu cấp đạo cảnh chỉ trong chốc lát, ả ta không thể không kiêng kỵ. Hơn nữa, Diệp Huyên đi Trật Tự Thành, nếu tấn công Võ Viện, ả ta không dám đảm bảo là Diệp Huyên sẽ không giao chí bảo kia cho Liên minh Trật Tự. Một khi chí bảo rơi vào tay Liên minh Trật Tự, khi đó, Đường tộc muốn lấy lại thì đúng là khó như lên trời. Hoặc là nói, phải trả cái giá lớn gấp trăm lần so với hiện tại. Dù sao, Liên minh Trật Tự không phải Diệp Huyên và Thần Võ Thành có thể so sánh cùng. Lần đi Thần Võ Thành này của Diệp Huyên đã lần nữa phá vỡ tất cả kế hoạch của ả ta. Bên cạnh Đường đại tiểu thư, Lão Nhạc lại nói, không bằng chúng ta thông báo cho gia tộc, để gia tộc phái cao thủ đến. Vị trí bảo kia, gia tộc nhất định sẵn lòng. Đường đại tiểu thư lắc đầu, nếu chúng ta làm như vậy, sẽ ép hắn ta giao chi bảo kia cho Liên minh Trật Tự. Khi đó, chúng ta muốn đoạt được bảo vật kia thì sẽ rất khó khăn. Lão Nhạc trầm giọng nói, đại tiểu thư, chí bảo kia quan trọng như vậy, vì sao gia tộc không tự mình đến đây? Chương 1533, đương nhiên là mạnh. Đường đại tiểu thư lắc đầu, hắn không thể động. Nếu hắn động, vị Liên minh Trật Tự kia, còn có yêu tộc kia nhất định sẽ động. Ông lão đã hiểu. Kiềm chế. Nếu như cao thủ của Đường tộc động thủ, Liên minh Trật Tự và yêu tộc tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Bởi vì, không ai muốn nhìn thấy cục diện một nhà lớn mạnh. Giống vậy, tinh chủ Liên minh Trật Tự cũng không thể tự mình động thủ, bởi vì một khi người này động thủ, Đường tộc và yêu tộc cũng sẽ ra tay ngăn cản.
Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, tất cả chia thành tốp nhỏ, tiến đến trật tự thành. Nói đến này, sắc mặt ả ta lạnh dần. Trong mắt lóe ra sát ý. Sau khi cao thủ Đường tộc rời đi, trên bầu trời thần võ thành, Võ Vấn và Việt Vô Trần liếc nhìn nhau, cả hai người đều thở phào trong lòng. Lúc này, Võ Vấn đột nhiên nói, vẫn không được lơ là. Từ chuyện này cho thấy, Đường tộc và liên minh trật tự đều có những mưu tính lớn hơn, mà chúng ta không có phân thân sư tổ, chẳng khác nào mất đi một lực trấn nhiếp. Phân thân sư tổ. Bất kể là Võ Vấn hay là Việt Vô Trần, đều có chút chua xót trong lòng. Phân thân tổ tiên có mạnh không? Đương nhiên là mạnh. Giết đạo cảnh như giết gà. Hơn nữa, từ lần ra tay của sư tổ kiếm tông có thể thấy, cho dù là cao thủ cấp bậc kiếm thánh siêu phàm, chỉ sợ cũng sẽ bị giết trong vòng một giây. Mà có hai phân thân ở đó, Đường tộc trừ phi dùng toàn bộ lực lượng của gia tộc, bằng không, căn bản không thể đánh bại kiếm tông và võ viện. Nhưng mà, kiếm tông và võ viện lại nội chiến với nhau, gọi hai vị tiên tổ ra đánh nhau. Mà vấn đề là hai vị tiên tổ này vừa nhìn đã thấy quan hệ không bình thường. Ngu xuẩn. Mặc kệ là võ viện hay là kiếm tông, không thể không nói đều hành động cực kỳ ngu xuẩn. Đặc biệt kiếm tông, vốn nghĩ rằng sau khi gọi tiên tổ sẽ nuốt chửng võ viện, thống nhất thần võ thành, nhưng không nghĩ tới, sư tổ nhà mình sau khi xuất hiện, trực tiếp chém giết đồng minh kiếm tông. Gọi con át chủ bài lớn nhất của mình lại đánh chính mình. Việt Vô Trần mỗi khi nghĩ đến điều này, đều khó có thể nguôi ngoai. Võ Vấn nhẹ giọng nói, sự yên bình của vũ trụ này sợ rằng sẽ bị phá vỡ theo chí bảo kia của Diệp Huyên rồi. Việt Vô Trần gật đầu, hy vọng hai nhà chúng ta có thể vượt qua lần sóng gió này. Chương 1534, nàng ấy đang chơi cờ. Võ Vấn nhìn về phía xa nơi chân trời, nhẹ giọng nói, thật ra, điều ta tò mò nhất vẫn là người đứng sau Diệp Huyên kia. Tới tận bây giờ, vị vẫn chưa hề xuất hiện, đối phương đang lo lắng điều gì sao? Việt Vô Trần nhìn Võ Vấn hỏi, Võ Vấn huynh cảm thấy người đứng sau Diệp Huyên có thực lực như thế nào? Võ Vấn lắc đầu, không biết, nhưng người đứng sau hắn nhất định không đơn giản. Hơn nữa, Diệp Huyên này cũng cho ta một loại cảm giác thần bí. Bảo vật kia rơi vào trong tay kiếm tông các ngươi, nhưng cuối cùng lại trở lại trong tay hắn, chỉ có một cách giải thích. Đó chính là chí bảo kia đã nhận hắn làm chủ rồi. Nghe vậy, Võ Vấn thay đổi sắc mặt, vậy. Võ Vấn nhìn về phía cuối chân trời nhẹ giọng nói, ta sợ Đường tộc và liên minh trật tự không làm gì được hắn, đến lúc đó lại đến nhằm vào muội muội của hắn. Việt Vô Trần muốn nói lại thôi. Võ Vấn cũng không hỏi, bởi vì ông ta biết Việt Vô Trần muốn nói cái gì. Nhưng, Võ Viện sẽ không từ bỏ đám An Lan Tú và Diệp Liên đâu. Bởi vì An Lan Tú đã được kế thừa từ sư tổ Võ Viện, Diệp Liên cũng được sư tổ kiếm tông giải phong cơ thể, hai người này, chỉ cần cho họ thêm thời gian, nhất định sẽ làm vạn giới khiếp sợ. Việt Vô Trần thấp giọng thở dài, Đường tộc, Yêu tộc, liên minh trật tự. Bọn họ đều đã bắt đầu nhắm vào Diệp Huyên, tình cảnh của gã Diệp Huyên này. Võ Vấn nhẹ giọng nói, xem tạo hóa của hắn. Chấm. Ở trong một khoảng sao trời vô tận. Một thanh kiếm cực nhanh cực mạnh, tốc độ của kiếm rất nhanh, nó cứ thế bay xuyên không biết bao lâu, rốt cục, nó tiến vào một đảo nhỏ. Chính giữa đảo, có một cô gái mặc váy trắng ngồi đó. Nàng ấy đang chơi cờ. Cô gái váy trắng đặt một quân cờ trắng xuống, một lát sau, trên bàn cờ, một quân cờ đen lặng lẽ hạ xuống. Cùng với quân cờ đen hạ xuống, bàn cờ lập tức được phân thắng bại. Cô gái váy trắng trầm lặng. Lúc này, quân cờ trên bàn cờ đột nhiên biến mất, một hàng chữ hiện ra, đại đạo 50, thiên diễn 49, chạy đi được một. Nhìn hàng chữ trên bàn cờ, cô gái váy trắng rơi vào trầm lặng. Lúc này, cách đó không xa thanh kiếm kia chậm chậm bay tới gần cô gái váy trắng, nó chỉ lẳng lặng bay lơ lửng ở đó, không quấy rầy cô gái váy trắng. Qua một hồi lâu, cô gái váy trắng đột nhiên cười khẽ, đại đạo là nhân sinh, mà nhân sinh như cờ. Hoặc là làm quân cờ, hoặc là làm người chơi cờ. Chương 1535, bởi vì có tinh vực truyền tống trận. Vừa dứt lời, bàn tay ngọc ngà của nàng ấy nhẹ nhàng quét qua, hàng chữ kia biến mất. Lúc này, thanh kiếm ở bên cạnh bay đến trước mặt nàng ấy, hơi rung rung, giống như đang kể cái gì. Sau một hồi,
cô gái váy trắng mỉm cười, nhẹ giọng nói, hắn vẫn tốt chứ. Kiếm dung, có tiếng kiếm yếu ớt vang lên. Cô gái váy trắng lặng im một lát, sau đó nhìn về phía một đóa hoa nhỏ ở cách đó không xa, hoa xinh tươi, thật là đẹp. Thanh kiếm kia đột nhiên chỉ bên phải, rõ ràng là muốn cô gái váy trắng đi cùng nó. Cô gái váy trắng lắc đầu, ta đã dẫn đường cho hắn rồi, đoạn đường tiếp theo, hắn phải tự mình đi. Nói xong, nàng ấy nhìn đóa hoa nhỏ kia, cười nói, đóa hoa được che chở, sẽ không chịu nổi gió táp mưa xa. Kiếm khẽ run lên, giống như đang nói cái gì. Cô gái váy trắng cười nói, đường, là nhờ đi mà có, không phải được người bảo vệ mà ra. Nói xong, nàng ấy cầm thanh kiếm trước mặt, sau đó hướng về xa xa phía chân trời. Không chung, trên đường đi kiếm đang run như đang nói cái gì. Đi đâu? Cô gái váy trắng nhìn về phía cuối chân trời, mỉm cười nói, đi giết người. Nói xong, nàng ấy đã biến mất. Mà ở đảo nhỏ kia trên bàn cờ, lại một hàng chữ lặng lẽ xuất hiện, đạo bất khả ngôn. Đạo bất khả thuyết, đạo bất khả đạo, phi thường đạo. Chấm chấm chấm. Vũ trụ hỗn độn, trật tự thành. Trật tự thành nằm ở Bắc Hoang giới, thuộc phạm vi thế lực của Liên minh trật tự. Diệp Huyên đến Bắc Hoang giới, cũng chỉ mất không đến nửa ngày. Bởi vì có tinh vực truyền tống trận. Trong thần võ thành có tinh vực truyền tống trận, mà có tinh vực truyền tống trận này, cả vũ trụ hỗn độn có thể nói trở nên vô cùng nhỏ. Mà Diệp Huyên từ quyển nhìn khắp thế giới biết được, ngoài tinh vực truyền tống trận ra, còn có pháp truyền tống trận cao cấp hơn, siêu thời không truyền tống trận. Loại truyền tống trận này vô cùng khủng bố, từ Nam Hoang giới tới Bắc Hoang giới mất không đến nửa khắc. Mà cao thủ đường tộc chính là dùng trận pháp này để đi đến thần Vũ Thành. Chỉ có điều, loại trận pháp này tiêu hao rất lớn, thế lực bình thường căn bản không thể chịu đựng được. Chương 1536, bây giờ hắn cần tăng thực lực lên. Diệp Huyên nhìn tòa trật tự thành ở xa xa, trong đầu xuất hiện lời giới thiệu về trật tự thành. Trật tự thành từng là đô thành của Liên minh trật tự, cũng từng là thành phồn hoa nhất của cả Bắc Hoang giới, nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi. Bởi vì Liên minh trật tự đã rời đô đến trên dãy núi Đăng Thiên phía Bắc Bắc Hoang giới, cũng chính là Đăng Thiên thành thần bí nhất tại Bắc Hoang giới bây giờ. Sở dĩ nói thần bí, là bởi vì Liên minh trật tự không cho bất kỳ người ngoài nào đi đến Đăng Thiên thành. Bởi vậy, nơi đó trông có vẻ đặc biệt thần bí. Tuy rằng trật tự thành đã không còn là đô thành của Liên minh trật tự, nhưng sự phồn hoa của nơi này vẫn không giảm. Cả tòa trật tự thành tràn ngập hơi thở lịch sử. Cổ xưa. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên. Diệp Huyên cũng không đi vào trật tự thành một cách quang minh chính đại, hắn đánh không lại đường tộc, càng đánh không lại trật tự thành này. Hơn nữa, hắn biết, Liên minh trật tự chắc chắn đã biết được tin hắn đến trật tự thành này. Mấy thế lực lớn vẫn luôn làm rất xuất sắc về phương diện tình báo. Trên đường, Diệp Huyên đi chậm chậm, hắn lúc này khoác một chiếc áo dài màu đen, còn đội mạng che mặt màu đen, hơn nữa khí hỗn độn che giấu đi hơi thở kiếm tu, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra hắn. Trong thành hai bên đường, người đến người đi, đều là võ giả, hơn nữa hơi thở của một số người trong đó còn rất mạnh. Ngoài ra, hắn còn cảm nhận được một điều. Trong thành này có một vài hơi thở mạnh mẽ không rõ ràng. Một lát sau, Diệp Huyên tìm một quán trọ, bên trong phòng, hắn ngồi xếp bằng trên giường, sau đó cả người tiến vào tháp giới ngục. Tu luyện. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh hơn so với trước kia, nhưng kẻ địch gặp phải bây giờ cũng mạnh mẽ hơn so với trước. Bây giờ hắn cần tăng thực lực lên. Diệp Huyên tìm được người gỗ, bắt đầu luyện đấu tay đôi. Điểm mạnh của hình nhân gỗ này là ở kiếm pháp cận chiến cực kỳ tuyệt diệu, khi giao đấu gần với người, có lực áp chế chí mạng cùng với lực nhằm vào. Mà hắn bây giờ có sự thiếu sót vô cùng lớn về mặt cận chiến. Hắn mạnh phi kiếm, nhưng kiếm thuật lại rất kém. Diệp Huyên dùng kiếm gỗ bắt đầu luyện đấu với người gỗ. Chương 1537, cô bé này sẽ phát điên. Tuy rằng bây giờ hắn đã đạt tới vạn pháp cảnh. Nhưng khi không phát huy một vài kiếm kỹ mạnh, hắn giao chiến với hình nhân gỗ này, vẫn là có chút bị áp chế. Đương nhiên, nếu hắn dùng át chủ bài và kiếm chấn hồn, hình nhân gỗ này khẳng định không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyên cứ luyện như vậy, hết lượt này đến lượt khác. Ngày hôm sau,
Diệp Huyên đột nhiên ngồi tê liệt dưới đất. Hắn đã khổ luyện 6-7 canh giờ, không thể không nói, luyện đấu với người gỗ này rất sảng khoái. Hắn có loại cảm giác giống như khi đấu với người ta ở Thanh Thành. Khi đấu ở Thanh Thành thì phải là liều mạng dùng hết sức mình, chỉ một phản ứng chậm, có thể sẽ chết. Trong môi trường như vậy, những gì ngươi chơi chính là cực hạn, là tim đập dồn dập. Mà bây giờ, giao đấu với hình nhân gỗ này, hắn lại cảm nhận được loại cảm giác đó. Thật điên cuồng, thật kích thích, chỉ cần không cẩn thận một cái, không phải chết chính là bị thương. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Diệp Huyên đứng lên, lại bắt đầu luyện đấu với hình nhân gỗ. Trong tháp giới ngục, Diệp Huyên đang điên cuồng tu luyện, mà đế khuyển thì lại đang ngủ khò khò. Đối với loài yêu thú như chúng mà nói, ngủ chính là cách tu luyện tốt nhất. Mà Tiểu Linh Nhi thì vẫn đang trồng linh quả của cô bé. Hiện tại, cô bé có ước chừng khoảng 100 linh quả, nếu đem những linh quả đó ra ngoài bán, tuyệt đối là vô giá, có thể nói, trừ những bảo vật tạo hóa cảnh ra, Diệp Huyên đều không giàu bằng cô bé. Nhưng mà, cô bé này coi linh quả còn quan trọng hơn cả mạng sống. Diệp Huyên cũng không dám lấy linh quả của cô bé đi bán. Cô bé này sẽ phát điên. Tiểu Linh Nhi đã chiếm giữ tầng 5, rất nhanh, cô đi đến lối vào tầng 5, hai tay nâng cằm nhìn tầng 6, lặng im suy nghĩ. Mà ở bên cạnh cô bé đặt một thanh kiếm. Cô bé mấy lần cầm kiếm lên đi đến lối vào tầng 6, nhưng như là đắn đo điều gì, cuối cùng đều tạm thời từ bỏ. Dĩ nhiên, chỉ là tạm thời. Cô bé ôm kiếm xoay người rời đi. Ở tầng 6, một giọng nói đột nhiên vang lên, cô bé này đang tính toán xem có đánh lại mình hay không sao. Chương 1538, tiền bối người là đang nói đùa sao? Ngày thứ 3, Diệp Huyên nằm trên mặt đất, lúc này toàn thân hắn đều đã ướt đẫm, không chỉ có như thế, trên người hắn còn có cả chục vết máu. Lúc này, Tiểu Linh Nhi ôm hai quả đỏ rực đến trước mặt hắn, đưa cho Diệp Huyên. Hắn cũng không khách khí, nhận lấy xong liền ăn, quả vừa vào trong bụng, một luồng linh khí thuần khiết tản ra từ trong cơ thể hắn, rất nhanh, những vết thương trên người hắn khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Huyên cả kinh, hắn nhìn quả trong tay, kinh ngạc nói, đây là quả gì? Tiểu Linh Nhi chớp chớp mắt, tiểu hồng quả. Diệp Huyên, Tiểu Linh Nhi hỏi, ăn ngon không? Diệp Huyên gật đầu, ngon. Tiểu Linh Nhi chỉ tầng 2. Có chút hưng phấn nói, còn muốn ăn nữa không? Ta có rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyên hơi giật khóe miệng, quả trong tay hắn tuyệt đối còn quý hơn tiên tinh, bởi vì năng lực khôi phục này rất khủng bố. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên tới gần Diệp Huyên, nói khẽ, khi nào thì tầng 6 đi. Diệp Huyên lại giật khóe miệng, cô bé này còn chưa từ bỏ ý nghĩ này à? Nhưng mà, hắn cũng có chút tò mò, khi nào thì tầng 6 đi? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên, tiền bối, người có thể ra ngoài tháp không? Tầng 6 nói, tạm thời không thể. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Tầng 6, bên ngoài nguy hiểm, vẫn là ở trong đây an toàn. Diệp Huyên tối sầm mặt, tiền bối người là đang nói đùa sao? Tầng 6 thấp giọng thở dài, ta không nói đùa với ngươi, bên ngoài quả thật nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ không ở lì chỗ này của ngươi. Đến khi nên ra ngoài, thì ta sẽ ra ngoài. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, người bị nhốt nhiều năm như vậy, không tức giận sao? Tầng 6 cười nói, ngươi là muốn hỏi, vì sao ta không nhằm vào ngươi? Diệp Huyên cười châm biếm, gật đầu. Tầng 6 nói, thứ nhất, người nhốt ta không phải là ngươi, mà là tháp này, cho dù muốn trả thù, ta cũng là trả thù tháp này, trả thù ngươi, đó là biểu hiện của người vô dụng. Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối không muốn cái tháp này sao? Chương 1539. Vậy làm phiền tiền bối. Tầng 6 cười nói, tháp này là chí bảo, nói không động lòng, là giả. Nhưng, tháp không phải thứ ta có thể có được. Tháp này có nhân quả lớn, mà ta cho dù ở thời kỳ đỉnh phong cũng không chịu nổi nhân quả này, huống chi là bây giờ. Cho nên, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không có ý định lấy bảo vật này của ngươi. Diệp Huyên lắc đầu cười, tiền bối hiểu rõ đại nghĩa, hậu bối thật lòng bái phục. Hắn là thật lòng bái phục, cao thủ như này, hiểu cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy. Nắm lên được, buông bỏ được,
người như vậy thật sự sáng suốt. Dĩ nhiên, hắn bây giờ không phải không muốn buông bỏ, mà là không buông bỏ được, tháp giới ngục này đã ỉ lại trên người hắn rồi. Tầng 6 lại nói, thật ra, nhân quả của tháp này cũng ngoài khả năng chịu đựng của ngươi, nhưng ngươi cũng không phải người bình thường, phía sau có người hùng mạnh giúp ngươi ngăn cản phần lớn nhân quả, nếu không, ngươi hẳn là cũng đã sớm đầu thai rồi. Diệp Huyên cười nói, mặc kệ như thế nào, ta hy vọng có thể sống chung hòa thuận với tiền bối. Tầng 6, rất hợp ý ta và ngươi tuy không phải cùng một thời đại, nhưng tính tình ngươi rất hợp với ta, cho nên, chúng ta hẳn là có thể sống chung hòa thuận. Diệp Huyên muốn nói lại thôi. Tầng 6 nói, muốn nói cái gì? Diệp Huyên hỏi, tiền bối, nếu ta tập hợp đủ 9 loại đạo tắc, thật sự có thể kiểm soát tháp này. Tầng 6, không được. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Tầng 6 nói, thực lực của ngươi không đủ, vĩnh viễn không thể làm cho nó thật lòng phục tùng ngươi. Mà ngươi tập hợp đủ đạo tắc, chỉ có thể nói có thể vận dụng một vài công năng của tháp này, và hạn chế mấy người bị nhốt như bọn ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, tầng 6 nói, ngươi có muốn xem tầng 7? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, có thể nhìn thấy. Tầng 6 trầm giọng nói, có thể, ta có thể cảm nhận được, phong ấn của tầng 7 đã buông lỏng, ta có thể dùng thần thông, cho ngươi nhìn đến tầng 7. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nhìn, mau nhìn đi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu Linh Nhi chớp mắt có bảo vật. Diệp Huyên cười hỏi, bảo vật gì? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, ta cũng không biết đâu. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn tầng 6, vậy làm phiền tiền bối. Tầng 6 nhẹ giọng nói, không có gì, ta cũng muốn biết, rốt cuộc tầng 7 là thứ gì, lại có thể ở phía trên ta, bổn ma. Ta không phục. Diệp Huyên. Chương 1540. Hít thở chậm rãi, tập trung tinh thần. Không phục. Diệp Huyên cảm thấy thật nực cười, bất kể là tầng 5 hay tầng 6, không ngờ bọn họ lại để ý chuyện hơn kém người khác một tầng. Nhưng ngẫm lại thì hắn thấy cũng bình thường, dù là tầng 5 hay 6 thì đều là cường giả tuyệt thế, chắc chắn trước kia bọn họ cũng khiến cả một thời đại phải kinh hoàng. Tầng 7. Diệp Huyên cũng có chút tò mò, bởi vì cô nhóc Tiểu Linh Nhi nói rằng nơi này có bảo bối, nhưng mà bảo bối gì mới được chứ? Nhóc con kia cứ thích chơi trò thần bí mãi. Giờ phút này, tầng 6 cất tiếng, ngươi là chủ nhân tòa tháp, bởi vậy tòa tháp sẽ không tổn thương ngươi. Nhưng thực lực của ngươi quá thấp, cần phải mượn nhờ sức mạnh của ta, đợi chút nữa ngươi hãy dùng thần thức để cưỡng ép thăm dò sâu vào tầng 6. Diệp Huyên gật đầu, được. Tầng 6 lại nói, hít thở chậm rãi, tập trung tinh thần. Diệp Huyên chậm rãi tập trung tinh thần, chỉ lát sau, trong lòng hắn đã ổn định lại. Đúng lúc này, một luồng sức lực mạnh mẽ bỗng nhiên tràn vào toàn thân hắn. Sau đó hắn bỗng mở chừng hai mắt. Trong đôi mắt hắn lúc này như phát ra ánh kiếm chói lòa. Tiểu Linh Nhi giật nảy, nhanh chóng lùi lại vài bước, trông có vẻ luống cuống. Tầng 6 lại đột nhiên cất tiếng, bước vào tầng 7. Diệp Huyên không hơi sức đâu tìm hiểu về luồng sức mạnh khủng khiếp trong thân thể mình, thần thức của hắn nhanh chóng tìm kiếm khắp tầng 6 và 7, nhưng lúc đến cửa tầng 7 thì đột nhiên lại có một luồng lực thần bí cản hắn lại. Diệp Huyên vội hỏi, tiền bối, làm thế nào bây giờ? Tầng 6 đáp, còn làm gì được nữa? Gắng gượng xông lên đi. Diệp Huyên lại ngưng tụ thần thức, sau đó nhanh chóng lao thẳng về phía luồng lực kia. Ầm ầm. Ngay lập tức, Diệp Huyên cảm thấy đầu mình như bị chiếc búa gõ thẳng vào, suýt chút nữa ngất luôn. Nhưng cũng may là có một luồng sức mạnh đang kích thích hắn nên mới không khiến hắn bị ngất đi. Lúc này, giọng nói của tầng 6 lại vang lên, nhanh lên đi. Chút nữa thôi là cấm chế này của tầng 7 sẽ tự động khôi phục, người không có nhiều thời gian đâu. Diệp Huyên nhanh chóng trấn định tinh thần, hắn ngẩng đầu lên, giờ phút này hắn đang đứng ở tầng 7 rồi. Tầng 7 chỉ có đúng một cái bàn, trên mặt bàn đặt một chiếc hộp, bên trên có một sâu mứt quả được bảo quanh bởi linh khí, còn bên cạnh chiếc hộp là một cuốn bí tịch cổ. Chương 1541, bí tịch võ học có 102. Ngoài những thứ đó thì chẳng còn gì hết. Cái quỷ gì vậy? Một chiếc hộp. Một cuốn bí tịch cổ. Diệp Huyên ngơ ngác, cả tầng 7 chỉ có mấy thứ đồ chơi này thôi ư. Tầng 6 bỗng nhiên cất tiếng, xem cuốn bí tịch cổ kia đi.
Ánh mắt Diệp Huyên dừng lại ở cuốn bí tịch, lúc này, một hàng chữ đột nhiên xuất hiện ở khoảng không phía trên cuốn sách, bí tịch võ học có 102 nhất kiếm vô lượng. Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyên nhíu mày, tiến tới gần rồi tiếp tục xem. Lấy kiếm làm tâm, lấy tâm làm kiếm. Tâm ở đâu, kiếm ở đó. Nhất niệm sinh, có thể bất ngờ đâm sau lưng kẻ địch trong phạm vi trăm trượng, bất chấp mọi cách phòng thủ, bất chấp mọi loại hộ giáp, vượt qua hết thảy quy luật, coi thường tất cả bí thuật, thần thông cũng như đạo giáo, vượt qua tất cả hạn chế của đất trời, vượt qua tất thảy cảnh giới. Xem tới đây, Diệp Huyên lại càng thấy lơ tơ mơ hơn. Bí tịch võ học có 102. Phớt lờ tất cả. Cái quỷ gì vậy trời? Diệp Huyên cố đè nén sự xúc động trong lòng, tiếp tục xem tiếp phần sau, bởi vì vẫn còn. Sau khi giết địch xong có thể lẩn ngay vào không minh cảnh, nơi đây nằm ngoài giới hạn trời đất, không một loại pháp tắc nào tra ra nổi, không một loại bí thuật gì dò xét được, cũng chẳng có đạo tắc nào nhìn thấu, tất thảy mọi thứ đều không lây nhiễm, chẳng dính dáng. Khi xem tới đây, bỗng nhiên có một luồng lực mạnh mẽ xuất hiện ngay tại tầng 7 này. Quỳnh! Thần thức của Diệp Huyên lập tức bị đuổi ra ngoài. Trong tầng thứ nhất, Diệp Huyên như bị trúng trọng kích, liên tục lùi lại mấy trượng. Giờ phút này, đầu óc hắn như chứa đầy nước, nặng trịch. Bỗng nhiên Tiểu Linh Nhi ôm hai quả gì đó đưa tới trước mặt Diệp Huyên, hắn nhanh chóng ăn vào, ngay sau đó cảm giác nặng trịch trong đầu cũng dần biến mất. Nhưng trong lòng hắn chẳng khác nào rời sông lấp biển, mãi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Bí tịch võ học có 102. Cái nhất kiếm vô lượng gì gì kia, chỉ nhìn mục giới thiệu thôi cũng đã thấy quả là nghịch thiên rồi. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên đất, trầm giọng hỏi, tiền bối, cuốn bí tịch võ học có 102 này có chém gió không vậy? Chương 1542. Của ta, đó là của ta đấy. Tầng 6 im lặng một lát rồi mới nói, không hề. Diệp Huyên kinh ngạc, sao có thể, cái này. Tầng 6 nói khẽ, giờ thì ta đã thực sự tin rằng tòa tháp này tới từ ngũ duy giới rồi. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, ý tiền bối là sao? Tầng 6 nói, tuy trước giờ vẫn luôn nghe đồn tòa tháp này tới từ ngũ duy giới, nhưng không hề có chứng cứ trực tiếp nào chứng minh, còn giờ thì có rồi. Cuốn bí tịch có 102 này không chỉ xuất hiện ở thời đại của ngươi, mà ở thời đại của ta cũng có. Ngươi có biết tại sao bí tịch võ học này lại nghịch thiên tới mức đó không? Diệp Huyên lắc đầu, xin tiền bối giải đáp. Tầng 6 nói, bởi vì nó không phải võ học của tứ duy giới, mà đến từ ngũ duy, là võ học của ngũ duy giới. Ngũ duy ư? Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cuốn bí tịch võ học có 102 này là của ngũ duy giới. Tầng 6 đáp, tất nhiên rồi, nếu không phải vậy thì sao nó có thể nghịch thiên tới mức đó? Sở dĩ bí tịch này có thể coi thường tất cả là bởi nó vượt xa pháp tắc và đạo tắc cùng với các loại bí tịch thần thông của tứ duy, hơn nữa còn không bị tứ duy giới hạn. Cuốn bí tịch này chắc hẳn thuộc về chủng tộc cao cấp nhất của ngũ duy, nếu không thì chưa chắc đã bị giam trong này. Diệp Huyên tỏ ra ngơ ngác, tại sao một cuốn bí tịch võ học lại bị giam trong tòa tháp chứ? Tầng 6 giải đáp, có lẽ bởi vì nó quá mức nghịch thiên, cũng có lẽ là do nguyên nhân khác, nhưng bất kể nguyên nhân gì, thì điều này cũng đã đủ để chứng minh nó vô cùng khủng khiếp. Nếu bây giờ ngươi học được bí tịch này, ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ giết được kiếm thánh siêu phàm gì gì đó của kiếm tông trong chớp mắt. Giết kiếm thánh siêu phàm chỉ trong chớp mắt ư? Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó cười khổ, thật sự có thứ nghịch thiên tới mức này sao? Tầng 6 nói, nếu không nghịch thiên thì sao nó lại bị nhốt ở tầng 7? Diệp Huyên còn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Linh Nhi bỗng giật giật ống tay áo của hắn, Diệp Huyên bèn nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, nhưng cô bé lại chỉ vào tầng trên, khuôn mặt ngập tràn chờ mong, trong đó có gì vậy? Diệp Huyên cười nói, một cái hộp, một sâu mứt quả. Mứt quả, hộp. Tiểu Linh Nhi mở to mắt, sau đó vỗ tay, vui vẻ nói, của ta, đó là của ta đấy. Diệp Huyên, như thể nghĩ tới điều gì? Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, vui vẻ nói, thứ kia là của ta, là nàng ấy để lại cho ta, hì hì. Chương 1543, dùng máu tụ kiếm. Diệp Huyên cười nói, được được, là của ngươi. Tiểu Linh Nhi vội vàng nói tiếp, ta muốn vào đó. Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời vẫn chưa vào được. Tiểu Linh Nhi lại hỏi, tại sao vậy?
Diệp Huyên cười đáp, dù sao thì tạm thời cũng không thể vào được, trước tiên cứ chờ xem sao đã, đợi một khoảng thời gian nữa rồi chúng ta vào sau, nhé. Tiểu Linh Nhi trừng mắt, được thôi. Dứt lời, cô bé lại xoay người chạy đi mất. Đúng lúc này, tầng 6 đột nhiên lên tiếng, ý nghĩ của nhóc con kia nguy hiểm đấy, tốt nhất ngươi phải dự phòng trước đi, biết đâu ngày nào đó nhóc con kia lại đâm ngươi thành cái sảng luôn đấy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn cũng biết cô nhóc Tiểu Linh Nhi này có chút nguy hiểm, nếu bảo là ngây thơ thì cô bé lại có khá nhiều suy nghĩ xấu xa, còn bảo không ngây thơ thì rõ ràng cô bé chẳng hiểu bao nhiêu chuyện, chỉ đơn giản là thấy chơi vui mà thôi. Nhưng dù thế nào cũng nên phòng bị. Dường như vừa nghĩ tới chuyện gì, Diệp Huyên liền hỏi ngay, tiền bối à, cuốn bí tịch võ học có 102 kia so với nhất kiếm định sinh tử của ta thì thế nào? Tầng 6 nói, không thể so sánh như thế được, kiếm kỹ kia của ngươi ẩn chứa một loại tín niệm kiếm đạo, uy lực của nó được quyết định bởi những nhận thức của ngươi đối với kiếm đạo. Có thể nói, nó là một loại kiếm kỹ đã thành hình, còn cuốn bí tịch võ học có 102 này lại thuộc về võ học ngũ duy. Nếu như cứ nhất định phải so bằng được thì chỉ khi chủ nhân ban đầu của hai loại kiếm kỹ này đánh với nhau một trận, mới có thể biết được cái nào mạnh hơn. Diệp Huyên cười nói, vậy thì không có cách nào rồi. Cô gái váy trắng. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên hơi nhớ nàng ấy rồi. Có thể nói cô gái ấy chính là người thay đổi vận mệnh của Diệp Huyên hắn, không biết hiện giờ nàng ấy đang ở đâu nữa. Giây lát sau, Diệp Huyên bỗng lắc đầu. Không suy nghĩ nữa mà tiếp tục tu luyện. Luyện tập với người gỗ có thể giúp hắn tăng thêm thực lực rất nhiều, đặc biệt là về mặt cận chiến, có thể nói rằng hắn đã thay đổi hoàn toàn về chất so với trước kia. Tất nhiên, hắn cũng không ngừng luyện tập nhất kiếm định hồn và phi kiếm, phải biết rằng hiện giờ phi kiếm vẫn là chiêu sát thương át chủ bài của hắn đấy. Còn cả thần huyết công nữa. Nhưng thứ này đều có thể phối hợp cùng nhất kiếm định hồn của hắn. Dùng máu tụ kiếm. Thần huyết công cũng là một trong những chiêu át chủ bài hiện giờ của hắn, có thể lấy máu của kẻ địch mà ngưng tụ thành kiếm, sau đó hắn sẽ dùng phi kiếm khống chế địch. Thật ra chiêu này là một loại kiếm kỹ tấn công diện rộng, phe địch càng nhiều thì càng tốt với hắn, bởi vì lượng máu càng nhiều, thì uy lực của thần huyết công lại càng lớn. Chương 1544. Mời Diệp công tử. Những thứ lực lượng ma kha này hắn đều có thể sử dụng. Về phần kiếm thần vương, cũng có thể coi như một trong những át chủ bài mạnh nhất của hắn. Nhận được sự củng cố của cả long hồn lẫn long lực, đó cũng không phải chỉ một chút xíu thôi đâu. Tổng thể mà nói, thực lực của hắn hiện giờ vẫn còn phụ thuộc phần nào ngoại vật. Nếu như bỏ đi kiếm chấn hồn và kiếm thần vương, thực lực của hắn sẽ bị giảm đi đáng kể. Mà hiện giờ thứ hắn luyện cũng chính là kiến thức cơ bản. Có thể sử dụng ngoại vật nhưng nhất định phải nhận định rõ bản thân. Ngày hôm đó, Diệp Huyên đang tu luyện bỗng nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó rời khỏi tháp giới ngục, quay về phòng mình. Lúc này, bên ngoài gian phòng cũng đột nhiên vang lên tiếng gọi, Diệp công tử, thành chủ của chúng ta cho mời. Thành chủ ư? Diệp Huyên nhíu mày, hắn bị phát hiện rồi à? Sau đó Diệp Huyên đi tới mở cửa, bên ngoài là một ông lão. Ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên rồi nói, chào Diệp công tử. Diệp Huyên hỏi, thành chủ của các ông. Ông lão khẽ gật đầu, biết Diệp công tử tới đây, nên thành chủ đặc biệt phái lão đến mời Diệp công tử đến phủ thành chủ một chuyến. Diệp Huyên cười hỏi, đến đó làm gì vậy? Ông lão lắc đầu, chuyện này thì lão cũng không rõ, Diệp công tử cứ đi thì sẽ biết thôi. Diệp Huyên lại hỏi, còn nếu ta không đi thì sao? Ông lão nói, tùy công tử thôi, nhưng thành chủ có dặn trước, bây giờ trong thành có rất nhiều người đều đang tìm Diệp công tử, trong đó có cả một cô gái họ Đường. Đại tiểu thư nhà họ Đường. Diệp Huyên im lặng một thoáng, rốt cuộc cô gái đó vẫn tới đây rồi. Chốc lát sau, hắn nói, đi thôi. Ông lão khẽ gật đầu, mời Diệp công tử. Diệp Huyên đi ra ngoài theo ông lão, chỉ một lát đã bước tới phủ thành chủ. Sau khi ông lão kia dẫn Diệp Huyên vào trong một căn phòng phía sau đại điện thì im lặng lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau có một người đàn ông đi tới, sắc mặt tái nhợt trông vô cùng yếu ớt. Người đàn ông kia đi tới trước mặt Diệp Huyên, cười bảo, Diệp công tử, tại hạ là Liễu Sĩ Bạch, thành chủ Trật Tự Thành. Diệp Huyên gật đầu, Liễu thành chủ gọi ta tới đây là có chuyện gì sao? Chương 1545, ta muốn nghe tường tận.
Liễu Sĩ Bạch mỉm cười, sau đó nhìn sang một phía, nơi kia có một cô gái đang bước về phía này, nàng mặc một chiếc váy dài màu đen, dung nhan vô cùng xinh đẹp. Cô gái đó chính là đại tiểu thư nhà họ Đường. Đại tiểu thư nhà họ Đường nhìn Diệp Huyên, cười bảo, từ khi chia tay tới giờ, Diệp công tử vẫn mạnh khỏe chứ. Diệp Huyên cười bảo, mấy ngày không gặp, chẳng ngờ Đường tiểu thư lại xinh đẹp hơn rồi. Không biết Đường tiểu thư có hứa hôn với nhà nào chưa? Ôi, ta không có ý gì đâu, chỉ hỏi một chút thôi, thật đó. Đại tiểu thư nhà họ Đường nhìn thẳng vào Diệp Huyên, sau đó đột nhiên cười, nếu Diệp công tử chịu đem món chí bảo kia làm sinh lễ, thì ta gả cho công tử cũng có sao đâu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hay là thế này đi, chúng ta sinh con trai trước, sau khi có con trai rồi, thì tặng món bảo vật đó cho con chúng ta, nàng cảm thấy thế nào? Đại tiểu thư nhà họ Đường chỉ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không hề lên tiếng. Bầu không khí ở đây đột nhiên trở nên kỳ lạ. Liễu Sĩ Bạch ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Diệp Huynh, Huynh muốn trở thành rể hiền của Đường tộc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Huyên cười nói, không sao, ta sẽ cố gắng. Liễu Sĩ Bạch hơi lắc đầu, chúng ta vẫn là tiếp tục chủ đề chính đi. Diệp Huyên nhìn về phía Liễu Sĩ Bạch, bây giờ Liễu Thành chủ đóng vai gì vậy? Liễu Sĩ Bạch hơi nhoẻn miệng cười, Diệp Huynh yên tâm, ta không thèm muốn bảo vật này. Lần này chỉ là được Đường đại tiểu thư nhờ cậy, mời Diệp Huynh đến nói chuyện. Nói chuyện? Diệp Huyên gật gật đầu, vậy thì nói đi, con người ta rất có lý lẽ. Liễu Sĩ Bạch cười nói, hai người từ từ nói chuyện, ta đi canh chừng cho hai người. Nói xong, hắn ta đứng dậy rời đi. Sau khi Liễu Sĩ Bạch đi, Đường đại tiểu thư nhìn thẳng vào Diệp Huyên, phải làm sao ngươi mới đồng ý giao bảo vật đó ra? Sở dĩ ả ta không cưỡng ép là bởi vì ở trật tự thành ả ta không thể làm thế được. Ở đây không phải là Đường tộc, càng không phải là thần võ thành, một khi ả ta cưỡng ép thì liên minh trật tự chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Mà khi Đường tộc và liên minh trật tự đánh nhau thì Diệp Huyên sẽ ngư ông đắc lợi lần nữa. Diệp Huyên cười nói, Đường đại tiểu thư, ta muốn hỏi một câu, Đường tộc cô biết món bảo vật đó là gì không? Đường đại tiểu thư nhẹ giọng nói, nếu như không biết tí gì thì sao bọn ta lại phải bỏ ra một cái giá lớn như vậy để đoạt được? Diệp Huyên nở nụ cười, ta muốn nghe tường tận. Đường đại tiểu thư trầm ngâm một lát, món đồ của Ngũ Duy. Diệp Huyên hỏi, còn gì nữa? Chương 1546, thật sự không tin lắm. Đường đại tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyên, như thế còn chưa đủ sao? Diệp Huyên ngây người ra một lúc, sau đó lắc đầu, các người thật sự làm ta sợ rồi. Đồ vật của Ngũ Duy. Đương nhiên nhận thức của những người này về tháp giới ngục chỉ là nó đến từ Ngũ Duy, ngoài ra thì chẳng biết cái gì cả. Đường đại tiểu thư đột nhiên nói, Diệp công tử rõ ràng biết nhiều hơn ta, hay là huynh nói thử xem. Diệp Huyên nói, không biết phải xưng hô như thế nào với Đường đại tiểu thư. Ta cứ gọi cô như vậy, thật sự có hơi bất lễ. Đường đại tiểu thư nhìn Diệp Huyên, Đường Thanh. Đường Thanh. Diệp Huyên nghiêm túc nói, tên hay, chữ Thanh, này thật không tầm thường. Người xưa có nói, Thanh Thiên Bạch Vân Nhân Gian Nguyệt, Độc Chiếu Sơn Hà Vạn Nhật Minh, sao chữ Thanh này? Sao trời xanh mây trắng trăng trốn nhân gian chỉ chiếu sáng vạn dặm núi sông? Đường Thanh đột nhiên nói, Diệp công tử, người thật sự là kiếm tu sao? Diệp Huyên nhìn về phía Đường Thanh, tất nhiên rồi. Đường Thanh lắc đầu, sao ta cảm thấy ngươi chẳng giống kiếm tu chút nào nhỉ? Ngược lại, ta thấy ngươi giống tiện tu hơn, thật sự quá đê tiện, ta không đùa đâu. Diệp Huyên. Đường Thanh cầm lấy cốc trà trên bàn rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói, vẫn mong Diệp công tử giới thiệu cho ta một chút về vật chí bảo đó. Khóe miệng Diệp Huyên hơi nhếch lên, sao Đường tiểu thư không tự mình vào xem. Tự mình vào. Đường Thanh híp hai mắt lại, lúc này trong điện bỗng trở nên rất yên tĩnh. Một lát sau, Đường Thanh lắc đầu mỉm cười, Diệp công tử, người không sợ sau khi ta vào sẽ cướp mất nó sao? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không sợ, bởi vì ta tin vào nhân cách của Đường tiểu thư. Đường Thanh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta sợ, bởi vì ta sợ sau khi vào rồi sẽ không ra được nữa. Diệp Huyên cười nói, Đường tiểu thư không tin vào nhân cách của ta sao? Đường Thanh gật đầu, thật sự không tin lắm. Diệp Huyên.
Đường Thanh nghiêm mặt nói, Diệp công tử, ngươi là một người thông minh, ta không muốn quanh co lòng vòng với ngươi. Vật trên người ngươi, đường tộc ta sẽ không bỏ qua, mà không chỉ đường tộc ta, còn có rất nhiều thế lực không biết khác cũng đang nhăm nhe bảo vật của ngươi Diệp công tử. Bảo vật này để lại trên người ngươi, đối với ngươi mà nói chính là tai họa, ngươi có biết không hả? Chương 1547. Sao ngươi phải nói với ta nhiều như vậy? Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Đường Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, Diệp công tử cũng không phải là người ngu xuẩn, cứ giữ mãi bảo vật này có lẽ không phải là tham lam mà là có nguyên nhân khác. Diệp Huyên nở nụ cười, giữa hàng lông mày của hắn, một tòa tháp hư ảo bé bé đột nhiên hiện ra. Nhìn thấy tòa tháp hư ảo này, hai mắt Đường Thanh hơi híp lại. Diệp Huyên cười nói, Đường cô nương, đây chính là món bảo vật mà cô muốn. Đường Thanh nhìn tòa tháp nhỏ nhầy, tay phải của ả ta từ từ nắm chặt lại nhưng ngay sau đó lại buông ra, Diệp công tử có ý gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, Đường cô nương, tôi có thể nói cho cô biết, nếu món bảo vật này rơi vào tay cô thì sẽ mang đến tai họa khủng khiếp cho đường tộc, cô tin không? Đường Thanh lắc đầu, người chẳng biết gì về thực lực của đường tộc ta. Diệp Huyên cười nói, cô cũng chẳng biết tí gì về năng lực và sự nguy hiểm của tòa tháp này. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên thu lại tháp giới ngục rồi nói, Đường cô nương, cô cũng biết chuyện xảy ra ở tinh vực Vị Ương ngày đó chứ. Đường Thanh nói, biết một ít. Diệp Huyên cười nói, vậy cô có biết vì sao hôm ấy chân thân của vị tinh chủ đó không dám đi tới tinh vực Vị Ương không? Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, im lặng không nói gì. Diệp Huyên nói, Đường cô nương, hễ là người muốn có tòa tháp này thì đều không có kết cục tốt đẹp. Nói thật, có thể sau này ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà bây giờ, không phải là ta không giao nó cho cô, mà là không thể đưa được cho cô. Đường Thanh hơi cau mày lại, tại sao? Diệp Huyên nở nụ cười, hắn không nói gì. Sắc mặt Đường Thanh hơi thay đổi, nó đã nhận ngươi làm chủ. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Đường Thanh trầm ngâm một lát, muốn có được vật chí bảo này thì nhất định phải giết ngươi trước. Diệp Huyên nói, đúng thế. Đường Thanh nhìn Diệp Huyên, sao ngươi phải nói với ta nhiều như vậy? Diệp Huyên cười nói, muốn dập tắt ý nghĩ cướp bảo vật của cô. Đường Thanh lắc đầu, không thể nào, cho dù ta từ bỏ, đường tộc ta cũng sẽ phái người khác đến. Với lại Diệp công tử, cho dù ta tin ngươi, nhưng đường tộc ta cũng sẽ không cho phép tòa tháp này rơi vào tay thế lực khác, ví dụ như Liên minh Trật tự, Yêu tộc. Chương 1548. Tự thành không gian. Diệp Huyên khẽ nở nụ cười, Đường cô nương chuẩn bị làm gì tiếp theo? Đường Thanh cười nói, chuẩn bị xem kịch hay. Diệp Huyên nhíu mày lại, lúc này, Đường Thanh nói, Diệp công tử, như lời ngươi nói, vật chí bảo trên người ngươi cũng không phải đơn giản, tất nhiên ngươi cũng không đơn giản. Vì vậy, ta đã lấy danh nghĩa cá nhân phát lệnh truy nã ngươi, cứ là người có thể giết được ngươi thì thưởng 3 thần khí tạo hóa cảnh, 5 triệu thần tinh. Không chỉ có như vậy, ta còn tiết lộ hành tung của ngươi, bây giờ bên ngoài phủ thành chủ đoán chừng đã tụ tập không ít người. Diệp Huyên trầm ngâm một lúc. Đường Thanh lại nói, Diệp công tử đừng nghĩ đến việc động thủ với ta. Nếu giết chết ta, người của đường tộc phái đến có lẽ sẽ không lựa chọn cách, dịu dàng, giống như ta đâu. Với lại, Diệp công tử nhà ngươi vẫn là không thể giết được ta. Bây giờ nếu như là ta sẽ lập tức bỏ chạy, bởi vì cường giả của Liên minh Trật tự có lẽ đã đang trên đường tới, không chỉ có Liên minh Trật tự, cường giả của Yêu tộc có thể cũng tới ngay rồi. Diệp Huyên đứng dậy. Hắn giơ ngón tay cái lên với Đường Thanh, Đường cô nương, mưu kế hay đấy. Đường Thanh nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cười nói, so với Diệp công tử, ta vẫn còn kém xa. Một mình ngươi chơi đùa với đường tộc ta và kiếm tông, kiểu năng lực này cũng không phải tầm thường. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Đường Thanh nở nụ cười lạnh lùng, cơ thể ả ta bỗng trở nên hư ảo, không chỉ ả ta, trong khoảnh khắc này không gian xung quanh ả ta cũng trở nên hư ảo. Lúc này ả ta cũng không muốn đánh nhau với Diệp Huyên, bởi vì chẳng có ý nghĩa gì. Nếu Diệp Huyên và vật chí bảo đó đều không đơn giản, vậy thì để Diệp Huyên và người khác tranh nhau đi. Đường ra ở phía sau xem kịch, sau đó tùy thời cơ mà hành động. Mà đúng lúc này, sắc mặt Đường Thanh đột nhiên thay đổi, bởi vì không gian xung quanh ả ta đột nhiên trở lại bình thường.
Đường Thanh vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã chĩa thẳng vào giữa hàng lông mày của ả ta. Đường Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sao ngươi làm được? Diệp Huyên không phí lời nữa, hắn trực tiếp túm lấy vai của Đường Thanh, sau đó vứt ả ta vào trong tháp giới ngục. Trong tháp giới ngục, Đường Thanh nhìn bốn phía xung quanh một cách đề phòng. Ả ta biết rằng, đây có lẽ chính là vật chí bảo đó. Tự thành không gian. Lúc này, một bé gái xuất hiện trước mặt Đường Thanh, chính là Tiểu Linh Nhi. Nhìn thấy Đường Thanh, Tiểu Linh Nhi ngây cả người ra, sau đó quay người chạy mất, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, cô bé lại xuất hiện trước mặt Đường Thanh, nhưng lúc này trong tay cô bé lại cầm một thanh kiếm. Thấy Đường Thanh, Tiểu Linh Nhi cũng đề phòng. Chương 1549, liên quan méo gì đến ngươi? Đường Thanh híp hai mắt lại, vừa định ra tay thì một luồng sức mạnh bí mật đột nhiên bao trùm lấy ả ta. Lực lượng đạo tắc tầng thứ nhất. Cùng với sự xuất hiện của luồng sức mạnh này, Đường Thanh phát hiện cả người ả ta không thể nào nhúc nhích được. Thời khắc này, sắc mặt Đường Thanh cuối cùng cũng thay đổi. Phải nói là có hơi hoảng rồi. Bấy giờ ả ta mới nhận ra dường như bản thân mình đã không còn năng lực phản kháng. Đường Thanh dần dần bình tĩnh lại, mà phía đối diện ả ta, Tiểu Linh Nhi cũng đang nhìn ả một cách đề phòng. Bên ngoài tháp giới ngục, Đường Thanh vừa mới biến mất, Liễu Sĩ Bạch chợt đi vào, hắn ta nhìn Diệp Huyên, Đường cô nương đâu? Diệp Huyên cười nói, Đường cô nương bảo ta không được nói. Liễu Sĩ Bạch híp hai mắt lại, Diệp công tử, tốt nhất là huynh nói ra đi. Diệp Huyên đi đến trước mặt Liễu Sĩ Bạch, Liễu thành chủ, đây là bí mật của ta và Đường cô nương. Liễu Sĩ Bạch nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nếu như ta nhất định muốn Diệp công tử nói ra thì sao? Diệp Huyên hơi nhếch khóe miệng, ngươi là cái thá gì? Dứt lời, một thanh phi kiếm đột nhiên chém vút về phía bên phải. Vút! Trong phút chốc, một cái đầu đẫm máu phía bên phải rơi xuống. Mà lúc này, Liễu Sĩ Bạch đã lùi ra ngoài đại điện, trong mắt hắn ta có thêm chút kiêng dè. Diệp Huyên đi ra ngoài điện, Liễu Sĩ Bạch chợt nói, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Diệp Huyên cười nói, liên quan méo gì đến ngươi? Nói xong, người hắn đã xuất hiện ở bên ngoài phủ thành chủ. Bên cạnh Liễu Sĩ Bạch bỗng xuất hiện một ông lão, công tử muốn giữ hắn lại sao? Liễu Sĩ Bạch lắc đầu, không giữ lại được, cho dù giữ lại cũng không có ý nghĩa gì cả, giết hắn, thậm chí lại là chuyện không tốt, càng huống hồ chúng ta không thể giết được hắn. Ông lão trầm giọng nói, người này sẽ không làm cho đại tiểu thư đó của Đường ra. Liễu Sĩ Bạch lắc đầu, ông đi thông báo cho cường giả của Đường tộc ở ngoài thành. Còn lại thì để bọn họ tự xử lý. Ông lão hơi gật đầu, xoay người rời đi. Chương 1550, ngươi làm gì đại tiểu thư rồi? Diệp Huyên cũng không ẩn thân mà rời đi, bởi vì hắn nhất định phải làm một chuyện. Hắn làm chuyện này càng lớn thì đám người Diệp Liên ở thần võ thành sẽ càng an toàn. Hắn nhất định phải thu hút sự công kích. Diệp Huyên nghênh ngang đi ra khỏi phủ thành chủ. Hắn liếc nhìn xung quanh, trong bóng tối quanh đó có rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ. Diệp Huyên đột nhiên cười ha ha, ông đây chính là Diệp Huyên, ông đây đang ở ngay đây, nào, các ngươi đến xử ta đi. Trước cửa phủ thành chủ, Diệp Huyên cười to như sấm, chấn động chân trời. Lúc này, gần như tất cả trật tự thành đều nghe thấy âm thanh của hắn. Trong phủ thành chủ, Liễu Sĩ Bạch nhìn Diệp Huyên ngoài cửa với ánh mắt nặng nề. Diệp Huyên này, hoặc là quá tự tin với bản thân, hoặc là một kẻ điên. Lúc này, bên ngoài phủ thành chủ có tiếng hét phẫn nộ vang lên, danh con, đừng có mà ngông cuồng, ra ra đến dạy dỗ ngươi đây. Sau câu nói này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong không trung trên đầu Diệp Huyên, gã đang muốn ra tay thì một tia kiếm quang hình cung đột nhiên bay lên từ dưới đất. Vèo! Đầu của người đàn ông trên không trung bay thẳng ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, đầu rơi xuống đất, vừa khéo rơi xuống cạnh chân Diệp Huyên. Diệp Huyên vung chân đá bay cái đầu kia, ngẩng đầu nhìn lên không trung, cười to quá yếu, kẻ nào mạnh hơn một chút đi. Xung quanh yên tĩnh trở lại, không ai ra tay nữa. Không dám, vì cao thủ Diệp Huyên vừa giết chết trong nháy mắt khi nãy là một cao thủ thánh cảnh. Mà một cao thủ thánh cảnh lại cứ thế bị giết chết trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đi ra ngoài thành.
Dọc trên đường đi, không một ai ngăn cản. Nhưng xung quanh hắn lại có nhiều hơn một vài hơi thở mạnh mẽ. Diệp Huyên nhanh chóng đi tới trước cổng thành, lúc này, có 39 người đứng bên ngoài cổng thành, người dẫn đầu chính là lão nhạc của đường tộc, sau lưng lão ta đều là thiết kỵ binh của đường tộc. Đội ngũ thế này, nếu liên minh trật tự không nhúng tay vào thì đã đủ để san bằng trật tự thành một cách dễ dàng rồi. Lão nhạc nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi làm gì đại tiểu thư rồi? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.